chương 2320, hai đạo thiên địa bản nguyên. Hắc Long Vương nhìn ở trong mắt, tiện tay nổ ra một đòn, muốn đánh giết Lữ Hải Dung, nhưng Vĩnh Hằng Tiên Vương đúng lúc ra tay, hóa giải đòn đánh này, chỉ nháy mắt, Lữ Hải Dung đã phá không mà đi, tiến vào trong hư không. Cơn bão năng lượng cuốn lấy, ngay cả Tiên Vương tầng 9 cũng không thể lại tìm đến tung tích của nàng. Tiểu Tháp, chỉ dẫn nơi của thiên địa bản nguyên cho ta. Lăng Hàn biểu hiện kiên định, hắn nhất định phải đạt được những thiên địa bản nguyên kia, coi như hắn không chiếm được cũng phải để cho chúng nó chạy tuyệt không thể rơi vào trong tay của hắc long vương theo chỉ thị của ta tiểu tháp tựa hồ cũng biết tình thế nghiêm trọng lại không đấu võ mồm với lăng hàn mà chỉ dẫn phương hướng lăng hàn nhìn về phía chiến đoàn một chút sau đó dứt khoát rời đi hắn ở đây căn bản không giúp đỡ được gì nhưng nếu như có thể tìm được thiên địa bản nguyên thu lấy hoặc để cho chúng chạy như vậy mục đích chuyến này liền hoàn toàn đạt đến hắc long vương kia cũng chỉ là một tên cường giả mà thôi, một người mạnh hơn, trước khi không có đạt đến thiên tôn, đối với vùng thế giới này ảnh hưởng có hạn, dù cho nàng là tiên vương tầng 7. Hắc Long Vương càng sẽ không để Lăng Hàn ở trong mắt, ngược lại Lữ Hải Dung đã chạy, nàng cũng lười đi để ý tới Lăng Hàn, mà toàn lực trấn áp tiểu cốt, Vĩnh Hằng Tiên Vương đã là cổ nhân, người chết, không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực ở trên người hắn. Dầm dầm dầm, gợn sóng chiến đấu như biển, đây chính là đại chiến cấp tiên vương hơn nữa còn tiếp cận cấp độ đỉnh cao nhất. Lăng Hàn lặng yên mà đi, tiểu tháp chỉ dẫn phương hướng cho hắn, nhưng đường đi không dễ. Tiểu tháp chỉ thị rất đơn giản, chính là trên dưới phải trái, nhưng vấn đề là, phía trước khả năng có vách núi ngăn cản, bảo Lăng Hàn làm sao vượt qua. Núi đá tầm thường tự nhiên là điều chắc chắn, nhưng nơi này là nơi nào. Ngay cả tiên vương đại chiến cũng chỉ có thể tạo thành phá hoại có hạn, Lăng Hàn làm sao có khả năng đánh vỡ vách núi sông qua. Mạnh hơn gấp một vạn lần cũng không được hắn chỉ có thể quanh quẩn, có lúc vòng qua đầu, có lúc quanh quẩn rất xa, nói chung là vòng tới vòng lui, để Lang Hàn có chút đau đầu. Chỉ có thể nói, địa hình trong thung lũng này quá phức tạp, thậm chí có thể nói là một trận pháp. Cái này cực kỳ có thể, bởi vì bản thân thung lũng là một cái lô, dùng để luyện chế bảo khí trí cao, vậy trong lô có trận pháp lại có gì kỳ quái. Phía trước, phía trước, phía trước, đến, tiểu tháp chỉ thị, ở phía trước lăng hàn, nằm ngang một bộ thi thể, là một đạo nhân, bận đạo bào màu tím, trong tay còn nắm một cây phất trần, nhưng chỉ còn dư lại nửa đoạn. Ngực của hắn có một cửa động, trực tiếp xuyên thấu trái tim, ngoài ra liền không còn vết thương khác. Đây chính là vết thương chí mệnh, trên trán của đạo nhân có một phù hiệu hỏa diễm, ở ngực mọc ra một đóa hoa, như lưu ly li trong suốt, rõ ràng nằm ở đó, nhưng cẩn thận xem, nó lại tựa hồ không tồn tại, cực kỳ kỳ ảo. Hỏa diễm bản nguyên sao? Lăng Hàn có chút thất vọng, hắn đã có cửu thiên hỏa, coi như lại thu lấy một đạo thiên địa bản nguyên hệ hỏa cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tăng lên là khẳng định có, nhưng sẽ không lớn. Dưới cái nhìn của hắn, đạo nhân kia nắm giữ một bản nguyên hệ hỏa, mà tu là quy tắc không gian, bởi vậy, sau khi hắn chết, trong thân thể mọc ra một cây tiên dược thuộc tính không gian. Đại dược tám kỷ nguyên A, không sai, hỏa diễm bản nguyên có thể cho nữ hoàng hoặc hổ nữ, đại dược thì có thể cùng một chỗ dùng, không lãng phí chút nào. Cũng không phải, tiểu tháp nói, ô, lẽ nào là không gian bản nguyên, Lăng Hàn xứng sở sau đó càng thêm kinh hỉ, người có thể có chút sức tưởng tượng hay không, tiểu tháp diễu cật nói, đạo nhân này là tử hỏa tiên vương đại danh đỉnh đỉnh, năm đó hắn được thiên địa sủng ái, tổng cộng thu được hai đạo thiên địa bản nguyên. Ý của ngươi là, phù hiệu hỏa diếm cùng đóa hoa kỳ ảo kia đều là thiên địa bản nguyên. Lăng Hàn vừa mừng vừa sợ, không có tiền dược dĩ nhiên khá là đáng tiếc nhưng hai đạo thiên địa bản nguyên càng thêm khiến người ta kinh hỉ. Hỏa là tử diễm tâm linh hỏa, không gian bản nguyên là hư linh lưu ly tiểu tháp giải thích tử diễm tâm linh hỏa chuyên đốt thần hồn hư linh lưu ly thì lại có thể hóa thân thiên thiên vạn vạn một bước thiên nhai vậy chúng ta mau tới thu lấy lang hàn kích động quy tắc cũ vận chuyển bất diệt thiên kinh có thể thành công hay không liền xem vận mệnh của ngươi tiểu tháp nói lang hàn gật gù ngồi xếp bằng xuống vù vận chuyển bất diệt thiên kinh trên người hắn xuất hiện từng phù văn màu vàng mà nhìn kỹ trong màu vàng còn có ánh sáng chín màu nhàn nhạt, nhạt một ngày hai ngày ba ngày thời gian lặng yên mà qua nhưng hai đạo thiên địa bản nguyên trong cơ thể đạo nhân kia không phản ứng chút nào lăng hàn biết thiên địa bản nguyên không phải dễ dàng liền có thể xúc động như thế nhưng hiện tại then chốt là không có thời gian a nhanh lên một chút xin nhờ các ngươi nhanh lên một chút lăng hàn đưa ý chí của mình ra tiếp cận về phía đạo nhân kia đây là một hành động rất mạo hiểm tuy tiên vương chết đi nhưng cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo chỉ cần tiên vương thi không hư Vậy liền nắm giữ lực phá hoại hủy thiên diệt địa, há là một phân hồn nho nhỏ có khả năng tiếp cận. Nhưng thời gian cấp bách, Lăng Hàn không thể không thử một lần. Tiền Bối, ngài vì chống đỡ thế lực hắc ám xâm lấn mới chết, hiện tại, thế lực hắc ám quay đầu trở lại, đang mơ ước hai đạo thiên địa bản nguyên của ngài, một khi để bọn họ đắc thủ, vậy đối với thế giới của chúng ta chính là một trọng thương. Vì lẽ đó, Vãn Bối cả gan mạo phạm di thể của Tiền Bối, hy vọng Tiền Bối có thể thứ lỗi. Thần thức của hắn không ngừng đi tới tiến vào khu vực nguy hiểm nhất, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút xíu, liền có thể gặp phải lôi đỉnh thống kích. Có vào hay không, đương nhiên tiến vào, sao có thể vào lúc này lùi bước. Lăng Hàn cắn răng một cái, thần thức lại tiến lên một bước. Không có bất kỳ phản ứng nào. Được, Lăng Hàn thúc đẩy thần thức, tiếp tục hướng phía trước, đi tới bên người đạo nhân, thần thức của hắn tuôn vào trong cơ thể của đạo nhân. Vù, hắn tiến vào một vùng trời mới, đạt đến độ cao như tiên vương, một người chính là một thế giới, thậm chí trong cơ thể hắn cũng có thể xúc tích ra một tiểu thế giới. Tử Diễm Tâm Linh Hỏa đâu? Hư Linh Lưu Ly li đâu? Chương 2321, Huyền Vũ Hỗn Nguyên Thổ. Ở kia, thân thể của Lăng Hàn còn ở bên ngoài, nhưng rõ ràng cảm ứng được Tử Diễm Tâm Linh Hỏa cùng Hư Linh Lưu Ly, li. bởi vậy, hắn lập tức thay đổi phương hướng, đi tới một phương hướng. Hắn đầu tiên muốn tìm chính là Hư Linh Lưu Ly, li. dù sao, khẳng định là Hư Linh Lưu Ly li càng trọng yếu hơn. Ở trong cơ thể Tiên Vương, thời gian không gian đều mất đi ý nghĩa, hơn nữa Lăng Hàn tiến vào cũng chỉ là một đạo thần hồn, giống như tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ, bên ngoài nháy mắt, bên trong nhưng trải qua thiên thiên vạn vạn năm. Không biết qua bao nhiêu thời gian, phía trước Lăng Hàn xuất hiện một thung lũng, tất cả đều là thủy tinh xây thành, ngưng tụ thành đủ loại hình dạng. Lăng Hàn đi vào, chỉ thấy trong thung lũng có một viên tinh thạch treo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng lưu ly. Hư linh lưu ly, Lăng Hàn không chút do dự tiến về phía trước thân thể này của hắn kỳ thực chính là thần hồn ngưng tụ ý tới chính là thần tới ong 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 hư linh lưu ly li lập tức phản ứng có từng đạo quang mang phóng lên trời quái lạ chính là những ánh sáng này lại không cách nào nhận ra là màu sắc gì tựa như trong suốt lại tựa như nhiều màu sắc quái lạ đến không cách nào hình dung đến đây đi đến đây đi đến đây đi thời gian lặng yên trôi qua bốn ngày năm ngày sáu ngày xèo hư linh lưu ly li đột nhiên bay lên trời cao làm sao chạy trong nháy mắt thần thức của lăng hàn lui ra thân thể của đạo nhân chỉ thấy một đạo áng sáng lưu ly phóng lên trời đệt xeo áng sáng lưu ly kia ở trên bầu trời tìm một vòng lại đột nhiên đảo ngược trở về bắn rơi về phía lăng hàn lăng hàn đại hỉ thả ra phòng ngự mặc cho tia sáng kia rơi xuống nhất thời áng sáng lưu ly từ cái chán của lăng hàn tiến vào đạo thiên địa bản nguyên thứ năm hư linh lưu ly tới tay lăng hàn cười ha ha nhưng không có quá cao hứng liền vội vàng phân không gian trong đan điền ra, cho đạo thiên địa bản nguyên này địa phương trú ngụ. Sau đó, hỏa chi bản nguyên, không gian bản nguyên mới tiến vào trong cơ thể, tự nhiên miễn không được một phen tranh cướp, cũng may Lăng Hàn đã quen tranh cướp như vậy, trước hết để cho năm đại bản nguyên tranh giành thoải mái, sau đó hắn lại từ trong điều giải, làm một người tốt. Tuy cửu thiên hỏa cùng huyền âm mẫu thủy đều bị rút ra thân thể, nhưng bản nguyên lạc ấn của chúng nó còn đó, căn bản không chịu di chuyển. Quyết định hư linh lưu ly vậy kế tiếp chính là tử diễm tâm linh hỏa. Cái này hơi phiền toái, bởi vì bản thân Lăng Hàn không thể thu lấy đạo tiên diễm này, vậy làm sao có thể thuyết phục đạo thiên địa bản nguyên này đi với hắn, độ khó thực quá cao. Thử xem đi, nếu là thiên địa bản nguyên, nên có thần trí tương đương. Lăng Hàn điều động phương hướng, đi tới đầu của đạo nhân. Đây là một biển lửa, mà ở chính giữa biển lửa, thì có một con tiểu cầu nhảy lên nô đùa. Tử diễm tâm linh hỏa lại hóa thành một con chó. Đây là khai hóa linh trí, nắm giữ sinh mệnh đặc thù sao? Chỉ là bước đầu tự mình độc lập, nhưng cách diễn hóa ra sinh mệnh chân chính còn có thời gian rất dài. Tiểu tháp nói, vậy thì nói, con tiểu cầu này chỉ có trí tuệ khoảng 2-3 tuổi. Lăng Hàn lầm bẩm nói, có thể lừa gạt, hắn dừng lại ở phụ cận biển lửa, mở miệng nói. Con chó thật đáng yêu, lại đây, để ta ngắm nghía cẩn thận. Bởi vì hiện tại hắn chỉ là một đoàn thần thức, mở miệng nói chuyện chính là thần thức truyền âm, không tồn tại vấn đề phương diện câu thông bởi vậy tiểu cầu kia lập tức nhìn về phía hắn nghiêng đầu làm hình dáng do dự chơi rất vui a à, lang hàn tiếp tục lừa gạt tiểu cầu đi mấy bước sau đó lại ngừng lại nhìn xung quanh lang hàn một bộ do dự không quyết định đến a à, đến a à, nếu như chân thân của lang hàn ở đây hắn nhất định sẽ từ trong hắc tháp lấy ra các loại đồ ăn đến câu dẫn con tiểu cầu này hiện tại hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ để lừa gạt tiểu cầu đi một bước ngừng hai bước lại đi hai bước ngừng một bước thật lâu sau mới đến biên giới hỏa diễm nhưng đi đến một bước này nó chậm chạp không chịu bước ra một bước đến a đến a ta còn có một đại hắc cẩu nói không chắc các ngươi còn nhận thức lang hàn tiếp tục nói tiểu cầu chỉ nghiêng đầu nhìn hắn không có hô gọi cũng không có lại đi một bước đừng sợ đến 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 lang hàn bắt đầu lui về phía sau khi hắn lui về phía sau một đoạn đường rất lớn tiểu cầu bắt đầu trở nên nôn nóng không ngừng qua qua lại lại một hồi dừng lại nhìn lang hàn thật giống như đang do dự có nên đuổi theo hay không không đi nữa liền không có cơ hội a à. Lăng hàn tiếp tục lùi về sau tiểu cầu rốt cục hạ quyết tâm đột nhiên bốn chân bước ra vào tới lăng hàn oanh nó đụng vào trên người lăng hàn thức hải của lăng hàn nhất thời chấn động thần thức đã từ trong cơ thể của đạo nhân bay ra mà một đám lửa cũng động đánh tới thân thể của lăng hàn lăng hàn đương nhiên sẽ không thu lấy đạo thiên địa bản nguyên này thầm nói tiểu tháp ngươi chắc chắn chứ tiểu tháp hỏi nó biết Lăng Hàn muốn làm gì. Xác định, Lăng Hàn không chút do dự nói. Vù, một tòa tháp màu đen nhất thời xuất hiện, có khí tức trí cao vô thượng lưu truyền, thật giống như nó chính là thiên, nó chính là địa, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Tam giới tháp, đoàn hỏa diếm kia nhất thời phanh lại, dù cho chỉ là một đám lửa mà thôi, Lăng Hàn cũng có thể cảm giác được nó tản mát ra một loại ý chí, tràn ngập kính nể với hắc tháp. Hắc tháp hơi run run, liền nuốt đoàn hỏa diễm này vào, sau đó biến mất, trở lại trong cơ thể của Lăng Hàn. Cái này là hành động cực kỳ mạo hiểm, Tam giới Tháp quá mạnh mẽ, vượt qua cấp độ Tiên Vương tầng 9, vừa xuất thế tất nhiên sẽ xúc động thiên địa chấn động, Thiên Tôn có thể dễ dàng bắt lấy gợn sóng như vậy. Lăng Hàn dám làm như thế, bởi vì đây là ở trong hư không, có cơn bão năng lượng vô tận, cái này có thể suy yếu chấn động khi Tam giới Tháp xuất thế mang đến, có hơn 90% xác suất có thể giấu giếm được Thiên Tôn. Nếu như là ở trong hoàn cảnh bình thường, vậy trừ khi tiểu tháp có thể che giấu khí tức của hắc tháp, bằng không lăng hàn tuyệt không dám sẵn bậy như thế, nhưng đã có hơn 90% nắm chắc, hắn vẫn sẵn lòng thử một lần. Tất cả, gió êm sóng lặng, lăng hàn thở phào nhẹ nhõm, thật có một vị thiên tôn dáng lâm, dù cho hắc tháp toàn diện phát huy phỏng trừng cũng không có tác dụng. chương 2322, thu tới tay êm dịu thường. Người sai rồi, tiểu tháp có chút ngạo nhiên nói. Đối kháng chính diện ta dĩ nhiên không phải đối thủ, nhưng muốn bảo vệ ngươi đào tẩu lại không thành vấn đề chỉ là như vậy mấy lão gia hỏa kia sẽ nhìn chằm chằm ngươi ngươi cũng đừng hòng rời hắc tháp một bước bằng không liền chỉ có một con đường chết lăng hàn gật đầu vì lẽ đó có thể không dùng hắc tháp liền tận lực không dùng đi đi tìm đạo thiên địa bản nguyên khác tiểu tháp tiếp tục chỉ dẫn sau một ngày bọn họ phát hiện một khối đá lớn phía dưới chôn một vị tiên vương sao lăng hàn hỏi sai đây chính là vị tiên vương kia tiểu tháp diễu cợt nói Ô, một tảng đá, đây là thanh thạch tiên vương, từ một khối đá bình thường đắc đạo, bởi vì năm đó hắn là. Bế quan thì ngồi qua, vì lẽ đó thông linh tính, khai hóa trí tuệ, cuối cùng còn tu thành tiên vương. Tiểu tháp nói, bởi vì là tảng đá ngu rốt thành đạo, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng đạt được thổ chi bản nguyên tán thành, nắm giữ huyền vũ hỗn nguyên thổ. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái nói, chờ đã, người mới vừa nói thanh thạch tiên vương gặp ai bế quan thì ngồi qua. Kẻ ngu si, không thể nói tên, chính là vì vị này quá mạnh mẽ, vừa nhắc tới tục danh của hắn liền có thể xúc động hắn cảm ứng, người muốn chết sao. Tiểu tháp dùng một loại khẩu khí nói chuyện với người ngớ ngẩn nói. Một trong ba vị thiên tôn kia, Lăng Hàn biết rồi, ừm, lúc này tiểu tháp không có lại trào phúng hắn. Lăng Hàn thật hiếu kỳ, ba tên thiên tôn này đến cùng là ba người nào, nhưng nếu hắn hỏi, tiểu tháp nhất định sẽ nói ra tên thật, phong hào của bọn họ, sẽ xúc động bọn họ cảm ứng, nói không chắc một ý nghĩ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ rồi. Đến lúc đó, Lăng Hàn cũng chỉ có trốn vào hắc tháp, vĩnh viễn không thể thoát thân. Lăng Hàn thả xuống hiếu kỳ như vậy, bởi vì hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Trong tảng đá này, có một đạo thiên địa bản nguyên của thổ. Đồ vật khan hiếm nhất của hắn hiện tại, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bất diệt thiên kinh, bắt đầu hấp dẫn thổ chi bản nguyên trong tảng đá. Bất diệt thiên kinh đẳng cấp quá cao, đây là một vị thiên tôn sáng chế, đối với thiên địa bản nguyên có sức hấp dẫn mãnh liệt. Bởi vậy, rất nhanh đá liền bắt đầu phát sáng, oanh, 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 thật giống như nắm giữ sinh mệnh, có nhịp đập của tim. Mau tới, mau tới, hắn không có bao nhiêu thời gian, Hắc Long Vương cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương, tiểu cốt chiến đấu lúc nào cũng có thể kết thúc, bất cứ lúc nào Hắc Long Vương cũng có thể xuất hiện, hắn hoặc là trốn vào hắc tháp, hoặc bị giết chết, ngược lại không có cơ hội thu lấy thiên địa bản nguyên khác. Sau 3 ngày, cả tảng đá đều đang phát sáng, sau đó trở nên trong suốt, ở chính giữa có một khối bùn đất năm màu đang không ngừng diễn biến ra đủ loại hình dạng. Đùng, đá đột nhiên nứt ra, khối bùn đất năm màu đột nhiên bay lên trời, bay về phía lăng hàn. Phốc, bùn đất năm màu nện ở trên đầu của hắn, sau đó tiến vào. Oanh, trong đan điền của lăng hàn nhất thời nổi lên sóng thần, các bản nguyên lại đang ra tay đánh nhau, bắt đầu tranh giành địa bàn. Phải, tiếp tục làm người tốt, bởi vì đã có rất nhiều lần kinh nghiệm, lăng hàn rất dễ dàng liền xử lý sáu đạo bản nguyên, để bọn chúng hào bình ở trong đan điền của mình rốt cục bù đắp ngũ hành bản nguyên, bản nguyên trùng kích của hắn có thể bùng nổ ra uy lực mạnh nhất. Chớ đắc ý, mau mau, tiểu tháp thúc dục, lăng hàn gật đầu, cũng không kịp nhớ tìm hiểu tác dụng của huyền vũ hỗn nguyên thổ, đứng dậy mà đi. Mấy canh giờ sau, hắn lại đi tới bên cạnh một con sông lớn. Con sông lớn này không chút tầm thường, bên trong chạy trồm không phải nước, mà là lôi đình. Không cần phải nói, đầu nguồn nhất định là lôi chi bản nguyên. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến lôi hỏa đại đế, lúc trước chính là ở một lôi hạt tìm tới nơi thần hồn của hắn gửi lại, không biết hiện tại con hàng này thế nào rồi, khôi phục lại tu vi tiên phủ cảnh chưa. Báo thù hẳn rất khó, thật giống như hắn đắc tội cường giả thăng nguyên cảnh, mặc cho lôi hỏa đại đế thiên tài làm sao, nhưng muốn sông lên thăng nguyên cảnh cũng cần hơn triệu năm a. Cái này đã là thiên tài trong thiên tài, lang hàn thu hồi tập niệm, lô chi bản nguyên là lực lượng bản nguyên hắn không có, chiếm được, thực lực của hắn sẽ tăng cường một đoạn dài trước có người từng thu được chín đạo bản nguyên hay không hắn đột nhiên tò mò hỏi có tiểu tháp không chút do so dự trả lời ai chính là chủ nhân cũ của hắc tháp tiểu tháp nói trong giọng nói lại có một tia phiền muộn lang hàn nhất thời nói không ra lời hắn có thể thu được sáu đạo thiên địa bản nguyên kỳ thực đại bộ phận là bởi vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh mới hấp dẫn thiên địa bản nguyên bằng không chỉ dựa vào hắn mà nói khả năng một đạo cũng không thể thu được như thế một đôi so sánh hắn cùng vị kia tranh lệch liền hết sức rõ ràng. Không cần nhụt trí, tiểu tháp nói, thiên tôn có thể thu lấy chín đạo thiên địa bản nguyên, là bởi vì hắn tu đến tầng 9, tự chém tu vi, tu ra một đời mới, khi đó hắn đã sáng tạo ra bất diệt thiên kinh. Lăng Hàn kinh ngạc, hóa ra kỷ vô danh cũng không phải người thứ nhất tự chém tu vi tiên vương tầng 9. Có điều, nói như thế, trong lòng hắn cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ ít vị kia cũng không phải vừa bắt đầu liền có thể làm cho chín đạo thiên địa bản nguyên chủ động thân cận. Hắn nhanh chân đi tới, rất nhanh đến phần cuối của lôi hà, phía trước xuất hiện một lôi trì, bên trong sôi trào ra lôi dịch màu xanh lam. "Vô cực âm lôi," Tiểu Tháp nói, "vẫn quy củ cũ sao?" Lăng Hàn hỏi, "Ừm," Lăng Hàn lần thứ hai bắt đầu thu lấy, có bất diệt thiên kinh, thu lấy thiên địa bản nguyên kỳ thực không khó, khó chính là thời gian, bởi vì Lăng Hàn thiếu nhất chính là thời gian. Dùng 9 ngày, Lăng Hàn rốt cục xúc động đạo thiên địa bản nguyên này, thành công thu lấy. Bốn đạo thiên địa bản nguyên lúc trước đều bỏ ra công phu rất lớn mới thu được, nhưng hiện tại thật giống như cúi đầu liền có thể nhặt được, ai, so sánh với nhau, lòng chua xót a. À. lang Lăng Hàn cảm khái nói, người đây là được tiện nghi còn ra vẻ, tiểu tháp vạch mặt, Lăng Hàn cười hì hì, không có chuyện gì ai muốn hao hết khổ cực, lao tâm lao lực mới hoàn thành sự tình. Chỉ là lần này thực quá dễ dàng, để hắn khá cảm khái. Ở dưới chỉ thị của tiểu tháp, hắn bắt đầu tìm kiếm đạo thiên địa bản nguyên thứ năm chương 2323, thu tới tay êm dịu hạ. Ồ, oh, đi không bao lâu, Lăng Hàn liền ngừng lại. Hắn nhìn thấy một bộ thi thể. Ở đây nhìn thấy thi thể vốn là chuyện rất bình thường. Đây là chiến trường thượng cổ, không có người chết mới kỳ quái. Nhưng bộ thi thể này, rất đặc biệt, bởi vì mặc dù hắn là hình người, nhưng những nơi khác rất quái lạ. Hắn mọc ra một đôi móng bò, cả người đen kịt, bao trùm vảy màu đen, phần lưng mọc ra một đôi cánh mỏng như cánh ve. Mà bộ mặt, một đôi mắt to hầu như chiếm nửa diện tích, miệng nhọn giống mũi, đã không thể xưng là miệng, dùng xúc tu để diễn tả hẳn càng thỏa đáng. Lăng Hàn gặp qua rất nhiều chủng tộc, nhưng nếu hóa hình thì còn có thể bảo lưu một ít đặc điểm bản tộc, nhưng giống như thế này, tuyệt chưa từng thấy, đây là cường giả dị vực, Tiểu Tháp đột nhiên nói, người dị vực lại có dáng dấp kia, xấu quá, Lăng Hàn đánh giá, cường giả thập bát liên, lúc trước vì ngăn cản hắn, điều động bốn tên tiên vương tầng 9, dù như vậy, vẫn có một tên tiên vương tầng 9 vì thế chết đi. Tiểu Tháp nói, chỉ là vì ngăn cản hắn, Lang Hàn lộ ra vẻ thận trọng, ngăn cản một tên cường giả cùng giết một tên cường giả, độ khó này là hoàn toàn khác nhau a. À? Nếu như ngăn cản một người còn phải điều động 4 tên cường giả cung cấp, đặc biệt vẫn là tiên vương tầng 9, vậy người dị vực này lại mạnh đến mức độ cỡ nào? Ngăn cản mà thôi, Tiểu Tháp nghiêm nghị nói, hiện tại, người đại khái cũng có thể biết cuộc chiến tranh này khốc liệt ra sao. Là người dị vực này đặc biệt cường hãn, hay là... Mỗi người đều như vậy, lúc này lang hàn thật chấn động rồi, có thể trở thành tiên vương tầng 9, vậy tuyệt đối mỗi người đều là tồn tại đỉnh cao, coi như có khoảng cách, cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Nhưng tùy tiện một tên cường giả của dị vực cũng có thể ngang hàng bốn người bên tiên vực, chẳng trách phương tiên vực chỉ có thể phòng thủ, không thể phản công trở lại, hoặc triệt để giải quyết hắc ám chi chiều. Hơn nữa, cái này là bởi vì người dị vực tiến vào tiên vực, bị thiên địa của chúng ta áp chế, nếu không thì bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Tiểu tháp nói ra một sự thật càng thêm tàn khốc, may mắn, lăng hàn gật gù, chiếu nói như vậy, nếu như tiên vực khởi xướng phản công, chỉ có phần toàn quân hủy diệt. Ô, cổ giới bị chia ra làm hai, trở thành thần giới cùng minh giới, có phải bởi vì người dị vực không? Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mà từ trước tới nay vẫn không có được đáp án. Đúng, lại không đúng, tiểu tháp nói rất mơ hồ, kháo, phải là phải, không phải liền không phải, cái này tính là trả lời gì? Cổ giới chia ra làm hai xác thực có quan hệ tới dị vực xâm lấn, nhưng đó chỉ là một nguyên nhân, căn bản của vấn đề xuất hiện ở bản thân tiên vực. Tiểu Tháp giải thích một câu, tại sao? Lan Hàn truy hỏi, dính đến Thiên Tôn, ngươi vẫn là đừng hỏi. Tiểu Tháp từ chối trả lời, lại có quan hệ với Thiên Tôn, cũng đúng, nếu không có Thiên Tôn vượt qua quy tắc thiên địa thì làm sao có khả năng chia cổ giới ra làm hai? Hơn nữa, chỉ có Thiên Tôn phát ra mệnh lệnh toàn bộ tiên vực mới sẽ sợ hãi không người nào dám mang người của cổ giới vào tiên vực nhưng lăng hàn hiếu kỳ chính là cái này có ý nghĩa gì mạnh như thiên tôn còn sẽ quan tâm cổ giới phi thăng lên mấy người sao cái này dính đến ba lão quái vật kia tiểu tháp khẳng định không chịu nói bằng không gọi ra tên thật hoặc phong hào của ba người này sẽ có một tia ý chí của bọn họ giáng lâm vậy liền đùa lớn rồi mặc kệ trước tiên thu thiên địa bản nguyên lăng hàn đi tới sau ba ngày hắn thu hoạch đạo thiên địa bản nguyên thứ năm thiên dương huyền kim, đáng tiếc hắn đã không cần, liền thu vào trong hắc tháp, để hắn căng thẳng một chút, sợ dẫn ba lão quái vật kia ra. Tiếp đó, coi như lại có thêm thiên địa bản nguyên ngươi không cần, cũng không thể lại thu vào hắc tháp, tuy ta có 90% chắc chắn không bị phát hiện, nhưng số lần nhiều sẽ không an toàn. Tiểu tháp nghiêm nghị nói, ngăn cản Lăng Hàn tiếp tục mạo hiểm. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đồng ý, nữ hoàng cùng hổ nữ một người đều có thể phân đến một đạo thiên địa bản nguyên, ngược lại các nàng đã không thể lấy thiên địa bản nguyên làm phân hồn vậy nhiều một đạo ít một đạo cũng không có khác nhau quá lớn lại phía trước còn có một đạo sát lục bản nguyên trước lang hàn tuyệt đối không thể tưởng tượng sát lục bản nguyên này lại là một cây cỏ sát lục chỉ là một loại quy tắc không có thực thể năm xưa sát lục bản nguyên phá nát lực lượng quy tắc liền ngưng tụ ở trên cây cỏ nhỏ này qua vô số kỷ nguyên mà không hư nói rõ cây cỏ này đã trở thành thiên địa bản nguyên mới tiểu tháp nói lang hàn nhìn cây cỏ này chỉ cao ba tấc, có bốn lá cây, hình kiếm, xanh biếc sinh thúy, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là một cây dị thảo nắm giữ sát lục bản nguyên A. Hô, một trận gió núi thổi qua, lá cây run rẩy, nhất thời hình thành một đạo kiếm khí, cắt về phía hư không. Một màn đáng sợ xuất hiện, bầu trời lại bị xé ra một lỗ hổng, cơn bão năng lượng bị ngăn chặn, lỗ hổng cũng to lớn đến kinh người. Lăng hàn chố mắt, đây chính là sát lục bản nguyên, tràn ngập lực phá hoại. Mau mau thu lấy, hắc long vương ở phủ cận bày xuống rất nhiều thủ đoạn suy yếu tính chống cự của sát lục bản nguyên không qua mấy vạn năm thì sẽ để nàng thực hiện được tiểu tháp nghiêm nghị nói lăng hàn gật đầu vội vã vận chuyển bất diệt thiên kinh nhưng lần này bất diệt thiên kinh lại mất đi hiệu lực cây cỏ bốn lá này căn bản hờ hững với hắn xảy ra chuyện gì trong bất diệt thiên kinh không có hòa vào quy tắc sát lục tiểu tháp giải thích xem ra người phải tự mình nghĩ biện pháp lăng hàn có chút thất vọng rồi lại bay lên kích động mãnh liệt nếu như hắn có thể bằng năng lực của mình thu lấy sát lục bản nguyên đây là một loại khẳng định không gì sánh được đối với hắn phân hồn liền có thể thu lấy thiên địa bản nguyên phỏng chừng không ai làm được cho dù có thể vậy phải phải ở dưới sự giúp đỡ của trưởng bối hoàn thành lang hàn mở ra tâm linh đi câu thông với cây cỏ bốn lá này điểm khác biệt lớn nhất của hắn và hắc long vương chính là đối phương tu hành công pháp của dị vực từ trên bản chất mà nói đã không thuộc về giới này bởi vậy thiên địa bản nguyên sẽ cực kỳ căm ghét tuyệt đối không thể thân cận. chương 2324, kiếm khí ngút trời. Vì lẽ đó, Hắc Long Vương chỉ có thể sử dụng trận pháp, lấy thời gian dài rằng giặc đến suy yếu sức đề kháng của thiên địa bản nguyên. Thủ đoạn của nàng rất kinh người, lại thêm là tiên vương tầng 7, hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại Lăng Hàn đến, cái này lại thành trải bằng con đường cho hắn. Đúng, cảnh giới của Lăng Hàn không bằng Hắc Long Vương, nhưng hắn là người mình chân chính, nếu như nhất định phải tuyển một, vậy ngươi sẽ chọn kẻ thù, hay bà con xa chưa bao giờ thấy mặt? Đáp án cực kỳ đơn giản. Bởi vậy, trước Lăng Hàn thu lấy vài đạo thiên địa bản nguyên đều cực kỳ thuận lợi, trong này có công lao của bất diệt thiên kinh, càng có một bộ phận là của Hắc Long Vương, chỉ là nếu như Hắc Long Vương biết mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không vui vẻ lĩnh công, mà sẽ phát điên. Ngàn tỷ năm khổ cực, chỉ là làm áo cưới cho một phân hồn cảnh nho nhỏ. Bởi vậy, hiện tại Lăng Hàn muốn thu sát lục bản nguyên, độ khó cũng hạ thấp rất nhiều, nếu không, Phân hồn vọng tưởng muốn đi tiếp xúc sát lục bản nguyên, sẽ bị một đạo kiếm khí chém thành mảnh vụn, nếu là sát lục bản nguyên, vậy dùng chiến ý đến hấp dẫn. Lăng Hàn thả ra chiến ý hừng lực của hắn, như đối mặt bất luận cường địch gì cũng không cam lòng khuất phục, khí thế không phục không sợ, cho dù kỳ vô danh là tiên vương tầng 9 chuyển thế thì đã làm sao, hắn tràn ngập chiến ý, tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn có thể đánh bại đối phương. Trong lòng hắn sục sôi, chiến ý hóa thành thực chất, như đao, như thương, như kiếm. Như quyền gầm thét, leng keng vang vọng như hành khúc ca. Hồi lâu sau, cây cỏ nhỏ kia khẽ đung đưa một hồi, xèo xèo xèo, bốn lá cây rung động, quét ra bốn kiếm khí đáng sợ, oành oành oành, vách núi nhất thời bị cắt rơi một đoạn dài. Lang Hàn liếu lưỡi, thung lũng cứng rắn hắn là tận mắt chứng kiến, nhưng sát lục bản nguyên hơi động, vách núi này như đậu hũ làm thành, lực phá hoại quá khủng bố. Điều này cũng làm cho hắn cực kỳ động lòng, hắn tu tập quy tắc sát lục, nhưng cái này sao có thể so với sát lục bản nguyên? chiếm được, sức chiến đấu của hắn lại sẽ tăng lớn. Kỳ vô danh, trong lòng hắn vẫn có ý không phục, tiên vương tầng 9 chuyển thế thì đã làm sao, chỉ cần hắn nỗ lực, liền nhất định có thể bù đắp tranh lệch, cuối cùng chiến thắng. Xoạt xoạt xoạt, cỏ xanh không ngừng giật động, kiếm khí ngang dọc, có chút càng sát qua hai má của Lăng Hàn, chỉ kém một chút liền quét chúng hắn, nhưng lang Hàn chấn định như núi, không né không tránh. Cũng may nhờ như vậy, bằng không nếu như hắn lộn xộn, ngược lại sẽ bị kiếm khí quét chúng, Lấy sát lục bản nguyên đáng sợ, dưới một đòn thức hải của hắn nhất định sẽ lập tức bể mất. Trong lòng Lăng Hàn rõ ràng, đây là sát lục bản nguyên kiểm tra hắn, có đáng giá đi cùng hay không. Đây là chuyện tốt, nếu như ngay cả tư cách kiểm tra cũng không có, vậy còn nói gì tới thu lấy. Hắn không vội không nóng nảy, chỉ thiêu đốt chiến ý của bản thân, để sát lục bản nguyên biết theo hắn, có thể làm cho nó chiến thoải mái. Tuy sát lục bản nguyên lấy giết chóc làm tên, nhưng giết chóc cũng không phải là ý nghĩa chính, mà là chiến đấu ở trong chiến đấu thăng hoa tàn sát cường giả oanh chiến ý của lăng hàn rực cháy hầu như đều hóa thành thực chất chỉ luận chiến ý hắn thực không thua tiên vương hắn từ tiểu thế giới một đường lăn lộn bò lên đỉnh phong có thể thiếu chiến ý sao coi như thiên tôn thì đã làm sao lăng hàn căn bản không có chút sợ hãi tin chắc tương lai mình nhất định có thể chiến thắng phạm vi cỏ xanh giật động càng lúc càng lớn kiếm khí đầy trời thật giống như muốn phá hủy toàn bộ thung lũng thằng nhãi danh ngươi dám chỉ nghe một tiếng quát chói tai một con hắc long từ đằng xa múa đến oanh 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 một đường nghiền ép vách núi dồn dập phá nát hắc long vương đến rồi vĩnh hằng tiên vương khẳng định bụi quy về bụi đất trở về với đất nhưng tiểu cốt thế nào rồi trong lòng lăng hàn lướt qua vẻ căng thẳng đối với bằng hữu hắn từ trước đến giờ chăm sóc quan tâm hiện tại chỉ có hắc long vương giết tới nhưng tiểu cốt không thấy để hắn có chút bất an lo lắng thay tiểu cốt nhưng lúc này kỳ thực hắn mới là người cần lo lắng hắc long vương giết tới phu xa xa chính là một trào theo lại vuốt rồng to lớn từ trên trời giáng xuống đừng nói một cái lăng hàn ngay cả thiên thiên vạn vạn cái cũng bị đánh giết chẳng lẽ muốn dã chàng xe cắt sao đúng lúc này chỉ thấy cỏ bốn lá đột nhiên hơi giật động xoạt một đạo kiếm khí óng ánh xẹt qua đón lấy vuốt rồng phốc kiếm khí xẹt qua vuốt rồng bị cắt thành hai đoạn phân từ hai bên vạch xuống lăng hàn đại hỉ không nghĩ tới sát lục bản nguyên lại sẽ cứu hắn Xeo. Cỏ bốn lá đột nhiên vụt lên khỏi mặt đất, chỉ thấy sợi rễ của nó không đủ một tấc, trong suốt như thủy tinh, có một loại vẻ đẹp không nói ra được, bay về phía Lăng Hàn. Tuy nó chặn một đòn của Hắc Long Vương, nhưng đó là bởi vì Hắc Long Vương ở nơi cực xa phát động công kích, hơn nữa cũng không hề sử dụng toàn lực, giết một phân hồn cần vận dụng toàn lực sao? Nhưng sau một đòn, Hắc Long Vương tất nhiên sẽ phát động một đòn sấm sét, vậy nó tuyệt đối không thể chặn được. Nó vốn đang do dự, rốt cuộc nên theo Lăng Hàn hay không? nhưng thấy hắc long vương ép như thế nó liền không có thời gian do dự nữa trực tiếp đánh về phía lăng hàn thằng nhãi danh ngươi dám thu lấy sát lục bản nguyên ta liền để ngươi sống không bằng chết hắc long vương giận dữ hét đường đường tiên vương lại uy hiếp một phân hồn cảnh cái này quá khó mà tin nổi nhưng hiện tại thật phát sinh lăng hàn làm sao phản ứng thả ra tâm linh nghênh tiếp cỏ bốn lá đến xeo cỏ bốn lá lóe lên biến mất ở mi tâm của lăng hàn đáng chết đáng chết hắc long vương lửa giận thiêu trời sát ý sôi trào như biển nàng vỗ ra một trường đánh về phía lăng hàn y nha nha thanh âm quen thuộc vang lên tiểu cốt xuất hiện nhưng lần này tiểu cốt không phải hình người mà là một cây xương tràn ngập tiên khí hầu như không nhìn không gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người lăng hàn oanh hắc long vương một đòn đánh rơi tiểu cốt nhất thời bay ra ngoài chỉ mình hắn so với hắc long vương thì kém rất nhiều không có tư cách đỡ được hắc long vương nhưng bản thể của hắn cứng cỏi như tiên kim, cho dù nhận công kích của Hắc Long Vương vẫn không việc gì như cũ. Năng lượng bão táp đáng sợ dâng lên, đây là một vị tiên vương tầng 7 phẫn nộ, tấn công dữ dội. Chương 2325, phương pháp rời đi. Âm âm âm, toàn bộ thung lũng đều là năng lượng hắc ám đang cuộn trào mãnh liệt, tựa như hóa thành một vùng biển, lực lượng quy tắc không thuộc về giới này đang sôi trào, nhưng bởi vì không được thiên địa cộng hưởng, bổ sung, tốc độ biến mất cũng nhanh đến quá mức đối với thiên địa mà nói loại năng lượng này loại quy tắc này là một loại bệnh tật bởi vậy thân thể sẽ mau chóng tự lành đánh tan những năng lượng cùng quy tắc này người đâu thân hình của hắc long vương hạ xuống nhưng trong cốc đã không có dấu vết của lăng hàn tuyệt không có bị tan xương nát thịt mà trốn vào một không gian thần khí nàng thấy rõ ở trong nháy mắt cơn bão năng lượng tập kích thân hình của lăng hàn lóe lên khẳng định là tiến vào không gian thần khí chỉ là không gian thần khí gì có thể chịu đựng được một đòn của nàng mà không hư tiên vương bảo khí, nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc kệ tiểu tử này ở đâu, nhất định phải tìm ra hắn, lại thu đi sáu đạo thiên địa bản nguyên. Nơi này tổng cộng chỉ có chín đạo, đáng ghét, thực sự là đáng ghét, hắc long vương dậm chân, nàng chỉ cho rằng vĩnh hằng tiên vương cùng tiểu cốt mới là đại địch, không nghĩ tới chân chính đâm nàng một đao là run dế ở trong mắt nàng. Đừng để ta tìm được, bằng không, ta sẽ cho người biết, cái gì gọi là địa ngục giữa trần gian. Nàng hận hận nói, thần thức mở ra, bắt đầu tìm kiếm Lăng Hàn. Nàng tìm được Lăng Hàn sao? Đáp án là phủ định, cũng không phải bởi vì năng lực che giấu của hắc tháp mạnh mẽ đến mức nào, mà bởi vì Lăng Hàn đã không ở trên vùng đại lục này nữa. Bị hắc long vương đập trúng một đòn, hắc tháp cùng vô số đất đá sụp sôi trời cao, sau đó cuốn vào trong hư không, bị cơn bão năng lượng thổi đi, rất nhanh liền không biết cách nơi này bao xa. Trong hắc tháp, Lăng Hàn nằm thẳng trên đất thở dốc, vừa nãy thực sự là hiểm đến trình độ cực cao, nếu không có sát lục bản nguyên cùng tiểu cốt phân biệt thay hắn cản một cái, hắn hẳn là không có thời gian tiến vào hắc tháp. Quá mạo hiểm, hắn tổng kết nói, nếu ký thác tính mạng của mình ở trên người khác cứu giúp, vậy vạn nhất ngày nào đó không có ai đi ra cứu giá thì làm sao bây giờ? Có điều, lúc đó không mạo hiểm liền không thể nhận lấy sát lục bản nguyên, cái này cũng là việc không thể tránh được. Hắn lại nói, ta còn có thể dục hỏa trùng sinh, có tiền vốn chết một lần. Hắn trước thả chuyện này xuống, bắt đầu quan sát bản thân dòng giã tám đạo bản nguyên, khoảng cách cực hạn, vẻn vẹn chỉ thiếu một đạo mà thôi. Đã từng nghĩ, muốn ở phân hồn ngưng ra chín phân hồn sẽ là sự tình cực kỳ gian nan, khả năng cần lấy 10 tỷ, trăm tỷ năm, không nghĩ đến một lần liền thu hoạch được bốn thiên địa bản nguyên. Nói đến, còn phải hảo hảo cảm tạ hùng bang chủ kia một hồi. Còn nữa, con dâu ngay cả cha chồng cũng có vượng khí như thế, sau này khẳng định càng trợ giúp cho con trai, ân, cái con dâu này nhất định không thể bỏ qua. Có điều, ta nên làm sao rời đi đây? Đây là hư không, năng lượng cuồng bạo thậm chí có thể thắt cổ cường giả thăng nguyên cảnh, thể phách của hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đạt đến cấp bậc thăng nguyên, đi ra ngoài chính là muốn chết. Vậy làm sao bây giờ? Ở trong hắc tháp, cho đến khi hắn tu thành tiên vương cảnh. Chuyện không thể nào, hắn muốn ngừng địa hồn, thiên hồn cũng phải đi địa phương đặc biệt, tiên phủ, thăng nguyên cũng như vậy, chờ ở trong hắc tháp cũng chỉ có thể cả đời kẹt ở âm hồn cảnh. Sau đó theo thời gian trôi qua, hắn sẽ bị thiên nhân kiếp quấn quanh người. Một ngày nào đó, khi thiên nhân kiếp cường đại đến trình độ nhất định, hắn sẽ bị chém xuống tuổi thọ. Tiểu tháp, có biện pháp gì không? Lăng Hàn hỏi, có hai cách, tiểu tháp dùng ngữ khí bình thản nói. Lại còn có hai cách, nói nghe một chút, thứ nhất ta để hắc tháp phát huy, xé ra hư không, như vậy quay về tiên vực tự nhiên là một việc nhỏ. Tiểu tháp nói, có điều như vậy, mấy lão quái vật kia nhất định sẽ phát hiện tồn tại của ta. Lăng Hàn thở dài, tuy này có thể lập tức giải quyết vấn đề, nhưng tạo thành vấn đề mới tựa hồ càng thêm vướng tay chân, chỉ có thể nhảy qua. Vậy thứ hai là gì? Người dùng lực lượng ngũ hành bản nguyên hộ thân, có thể ở trong thời gian cực ngắn chống đỡ hư không phong bạo, sau đó vận chuyển bản nguyên trùng kích, có thể đánh vỡ hư không? Tiểu tháp lại nói, vậy được rồi, lang hàn không muốn lãng phí thời gian, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu xử lý thiên địa bản nguyên trong cơ thể. Đầu tiên, để tám đạo lực lượng bản nguyên ở Trung Hòa Thuận chính là một sự tình rất đau đầu, lực lượng bản nguyên nào cũng muốn độc chiếm thế giới đan điền của Lăng Hàn, cái này tự nhiên cần Lăng Hàn đi điều hòa. Nhưng những cái này đều là đại gia, nếu như thoát ly bản thân Lăng Hàn, đạo nào cũng có năng lực trong nháy mắt đánh giết hắn. Như vậy Lăng Hàn chỉ có thể điều tiết, không thể bạo lực chân áp, điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Cũng còn tốt, hắn dùng 7.000 năm rốt cuộc quyết định toàn bộ tám đạo thiên địa bản nguyên này, bởi vì trong hắc tháp có thời gian gia tốc, bởi vậy hắn kỳ thực chỉ dùng 7 năm hiện thực. Trước tiên thử xem phòng ngự của lực lượng bản nguyên, Lăng Hàn tự nói, lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể va chạm bùng nổ ra lực sát thương đáng sợ, cũng có thể tương sinh hình thành lực phòng ngự vô cùng mạnh. Hắn bắt đầu thử nghiệm, cho dù có hắc tháp gia tốc thời gian, hắn vẫn dùng thời gian tương đương 4.000 năm hiện thực, cuối cùng mới đánh bóng lực lượng ngũ hành, trong thời gian cực ngắn có thể hình thành phòng ngự cấp tiên vương. Thời gian này ngắn đến cơ hồ không tồn tại, thả ở trong chiến đấu quá không thực dụng, bởi vì một đòn của cường giả lao tới, không thể trong nháy mắt toàn bộ dâng lên, vậy chỉ có thể chặn trong nháy mắt lại có ý nghĩa gì. Nhưng đối với giải quyết khốn cảnh hiện tại của hắn lại có trợ giúp quá to lớn, bởi vì Lăng Hàn có thể khống chế mình lúc nào đi ra chịu đựng hư không phong bạo xung kích. Hắn là người gan to bằng trời, không chút do dự mà lao ra hắc tháp. Oanh, năng lượng báo táp cuồng bạo kéo tới. Oanh mà một hồi, Lăng Hàn lập tức lại lui về hắc tháp xương cốt cả người hắn đều đứt đoạn chỉ ít một nửa, sắc mặt như giấy vàng, gần như mất đi nửa cái mạng. Mẹ kiếp, thời gian so với ta tưởng tượng còn muốn ngắn, một vào một ra ta vẫn bị cơn bão năng lượng quất một phát, suýt chút nữa bỏ mạnh. chương 2326, mở ra đường nối. Lăng Hàn lòng vẫn còn sợ hãi, cho dù hắn có thể dục hỏa trùng sinh, nhưng sống lại ở trên hư không, vậy kỳ thực là tìm đường chết. Không được, ta phải để thời gian kéo dài một chút, chỉ vì tí tẹo thời gian như thế, Lăng Hàn lại tiêu tốn 3.000 năm hiện thực. Một lần lại một lần thử nghiệm, tuy mỗi lần hắn còn bị thương, nhưng trình độ bị thương nhẹ dần, rốt cục có một ngày, hắn một vào một ra không còn bị thương tổn. Được rồi, hiện tại chính là bản nguyên trùng kích, có thể nổ ra hư không hay không. Lăng Hàn lại bắt đầu bế quan thời gian dài, tuy hắn đã nắm giữ bốn bản nguyên trùng kích, nhưng muốn cho năm đạo bản nguyên phát sinh va chạm, cái này không phải là sự tình gia nhập một đạo đơn giản, mà là muốn đạo bản nguyên này cùng bốn đạo khác tương tác lẫn nhau. Điều này cần chú ý quá nhiều phương diện, ở trong quá trình thử nghiệm, Lăng Hàn lại giết chết mình 3 lần. Cũng còn tốt, lần này hắn học ngoan, mỗi lần dùng đi dục hỏa trùng sinh, hắn sẽ đợi năng lực này khôi phục mới tiếp tục thử nghiệm. Những thời gian khác cũng sẽ không lãng phí, hắn phỏng đoán bốn bản nguyên mới, sức chiến đấu lại tăng lên thêm một bước. Thậm chí hắn có loại cảm giác, cho dù không cần bản nguyên trùng kích, hắn cũng có thể ngang hàng kỳ vô danh. Đây cũng không phải là không thể, bởi vì kỳ vô danh cũng có đại chiêu bạo phát sức chiến đấu. Lăng Hàn sắp chiếm được chín đạo thiên địa bản nguyên, cái này vẫn chưa thể ở trên sức chiến đấu thông thường đuổi bằng kỳ vô danh, vậy cũng quá không có thiên lý, dù sao tiên vương tầng 9 cũng phải bị cảnh giới hạn chế, chỉ là có thể vận dụng quy tắc càng nhiều mà thôi. Một ngàn năm, ba ngàn năm, năm ngàn năm, Lăng Hàn rốt cuộc tu thành bản nguyên trùng kích mới, hắn rời hắc tháp, bắt đầu đi oanh kích hư không. Oanh, hắn tạo ra tấm chắn bản nguyên, sau đó bạo phát một đòn đáng sợ. Oanh, công kích này đánh vào hư không thật giống như một hòn đá nhỏ bỏ vào trong sông lớn, bắn lên bọt nước quả thực bé nhỏ không đáng kể. Không được, uy lực quá yếu, trở lại. Lăng Hàn tiếp tục bế quan, 70 năm sau, hắn lần thứ hai thử nghiệm. Có chút tiến bộ, vẫn không được, trở lại. Uy lực lại lớn hơn một ít, nhưng còn chênh lệch rất nhiều, trở lại. Trở lại, trở lại, trở lại, trở lại. ba 000 năm qua đi, Lăng Hàn đã quên sự tình còn phải rời khỏi hư không, mà đặt hết thảy tâm lực ở trên bản nguyên trùng kích, uy lực của môn bí thuật này đã được hắn khai phá đến độ cao hoàn toàn mới. Năm xưa bốn bản nguyên va chạm, so với hiện tại quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Ngũ hành hoàn mỹ, không chỉ có thể ngang hàng quy tắc thời gian cùng không gian, thậm chí còn có thể vượt xa. Dù sao, đây chính là năm loại quy tắc của thiên địa. Oanh, Lăng Hàn theo lệ đi ra oanh kích hư không, kiểm tra uy lực của bản nguyên trùng kích, không nghĩ tới lần này xuất hiện biến hóa lớn, hư không nứt ra, hiện ra một con đường. Ồ, Lăng Hàn sướng sờ, cái lối đi này lóe lên liền qua. Lực lượng của hắn quá yếu, nổ ra đường hầm không gian quá không ổn định, chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt. Thành công, Lăng Hàn đã trở về hắc tháp, lúc này hắn mới ý thức được mình thành công nổ ra hư không, có thể quay về tiên vực. Hắn cất tiếng cười to, sau đó thân hình nhảy lên, lần thứ hai ra hắc tháp, nổ ra công kích mạnh nhất. Hư không lần thứ hai nứt ra, hiện ra một con đường, hắn không chút do dự vọt vào. Oanh, toàn thân hắn run rẩy dữ dội, vẫn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trước mặt đột nhiên hiện ra một mảnh thanh thiên, oanh, hắn từ giữa không trung ngã xuống, nặng nề ngã dầm trên mặt đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thật giống như toàn bộ điên đảo, cực kỳ khó chịu. Trước thời điểm tiến vào hư không, hắn có lữ hải dung bảo vệ, nhưng hiện tại là tự mình xuyên qua hư không, cảm giác như vậy thực sự là quá tệ. Thần tiên, yêu quái, âm thanh của mấy đứa trẻ vang lên ở bên tai lăng hàn, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy trên đỉnh đầu mình xuất hiện bốn khuôn mặt nhỏ nhắn, mỗi một người đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Thấy Lăng Hàn mở mắt, bốn đứa nhỏ này đều sợ hết hồn, liền vội vàng rụt đầu trở lại. Lăng Hàn giấy dụa bò lên, cảm thụ như vậy một lần liền được rồi, hắn không muốn lại tới lần nữa. Hắn đứng dậy, đảo mắt chung quanh, chỉ thấy hắn đang đứng ở cổng của một tòa thôn trang nhỏ, nơi này là một mặt đường đá xanh to lớn, ở giữa là một cái giếng, tương tự là dùng đá xanh xây thành, có một loại ánh sáng ôn hòa lộng lẫy. Đây là nơi nào? Lang Hàn hỏi bốn đứa nhỏ. Bốn đứa nhỏ đồng thời lắc đầu, đối với hắn ôm cảnh giác rất lớn. Lăng Hàn cười cợt, từ trong hắc tháp lấy ra kẹo, có hổ nữ ở bên người, hắn khẳng định không thiếu đồ ăn vặt. Ai nói cho ta, liền cho người đó. Đây là Đại Vương Trang. Bốn đứa nhỏ chăm miệng một lời nói. Lăng Hàn cười ha ha, phân chia kẹo cho bốn đứa nhỏ, sau đó lại hỏi. Biết đây là thiên vực nào không? vấn đề này đối với đứa nhỏ mà nói độ khó có chút cao bốn đứa nhỏ đều ngơ ngác lắc đầu thành thị gần nhất gọi là gì vẫn lắc đầu quên đi vẫn là tự mình tìm a à, chỉ mong mình không có bị thổi về đông tiên vực cái này không phải là không có khả năng hư không cùng tiên vực là không đối ứng khả năng hắn từ đông tiên vực tiến vào đi một đoạn đường trở ra cũng đã đến tây tiên vực chỉ là loại lữ hành này căn bản không có tính chính xác có thể nói ngay cả tiên vương cũng không thể xuyên toa hư không chạy đi Lăng Hàn lắng lại nội tạng sôi trào, sau đó nhảy lên, hơi động tứ chi, chỉ cảm thấy tràn ngập lực bộc phát. Thời gian hiện thực qua hơn một vạn năm, dưới hắc tháp gia tốc càng là hơn 10 triệu năm, hắn sớm đã tu âm hồn cảnh đến đỉnh cao, bởi vậy hắn quyết định trước tiên đột phá địa hồn, sau đó sẽ đi côn bằng cung. Hắn tiến vào trong thôn, tìm tới lão nhân trong thôn hỏi thăm tình huống. Nam tử trưởng thành đều vào núi săn thú, các phụ nữ thì ở trong rừng cây nhỏ hái quả dại, không tới lúc trạng vạng, trong thôn trang này cũng chỉ có lão nhân cùng đứa nhỏ. Thành thị gần nhất nơi này gọi Đại Vân Thành, lão nhân nói: "Ta lúc còn trẻ đi qua, tiểu tử, bên trong thật đúng là phồn hoa, năm đó ta thật sự có một loại kích động không muốn trở về, có điều vì lão bà hài tử, vẫn phải cắn răng trở về." Chương 2327: Đi liễu ra. Lăng Hàn mỉm cười, người của tiên vực cho dù không tu luyện cũng có tuổi thọ thật dài, bình thường khoảng 500 năm, mà lão nhân này đã sống hơn 450 năm chân chính đến thời điểm cuối đời. Nhưng so sánh với hắn, là hàng tiểu bối trong hàng tiểu bối. Theo thời gian hiện thực, Lăng Hàn đã sống hơn một vạn năm, tính cả thời gian gia tốc, hắn đã là lão quái vật hơn 10 triệu năm. Bị một người mới sống hơn 400 năm xưng tiểu tử, Lăng Hàn có chút buồn cười. Bất chi bất giác, hắn cũng vượt qua thời gian dài dằng dặc. Đại Vân Thành, ra thôn trang đi về phía đông, phải đi dòng dã 3 năm mới có thể đến. Lão nhân lại nói, còn vỗ vỗ vai của Lăng Hàn tiểu tử, vẫn là ở lại nơi này đi, nhìn ngươi cũng là một nhân tài, tìm vợ không khó. Lăng Hàn mỉm cười, lấy ra một bình đan dược thả xuống, cái này đối với hắn mà nói không đáng giá, nhưng đối với phàm nhân mà nói là cực kỳ quý giá, có thể để cho lão nhân tẩy tủy phạt cốt, từ đây thân thể cường tráng, sống thêm 200 năm cũng không khó. Kỳ thực cái này không phải đan dược tăng cường tuổi thọ, bởi vậy hiệu quả không phải rất tốt, nhưng đối với phàm nhân mà nói, cái này đã đủ. Lão bá, bảo trọng, Lăng Hàn đứng thẳng người lên, đi ra nhà tranh của lão nhân. Hắn vừa định nhấc bước mà đi, lại nghe đại địa truyền đến chấn động. Không phải địa chấn, mà là có vật gì dẫm mặt đất hình thành. Hắn hơi dừng lại một chút, chỉ một hồi, liền thấy hơn 10 con tuấn mã từ đằng xa chạy tới, một đường trực tiếp xông vào làng. Những tuấn mã này không phải là loại bình thường, có một tia long tộc huyết mạch, trên bốn chân tre long lân, có vẻ cực kỳ uy vũ khi phách. Những con ngựa này xông tới, tốc độ không chậm, có hai đứa nhỏ đang chơi đùa ở giữa đường, nhất thời dọa sợ, mắt thấy muốn va vào. Lăng Hàn hơi nhướng mày, tuy chỉ thoáng nhìn, nhưng hắn thấy rõ, tổng cộng có 17 thất tuấn mã, trên mỗi con ngựa đều ngồi một người, tất cả đều là nam nhân, trên mặt có khí tức ngạo nghễ mãnh liệt. Trên đường có một đứa bé đứng, các ngươi không chỉ không cưỡng chế dừng ngựa, ngay cả đi chậm một chút cũng không. Lăng Hàn nhất thời nổi giận, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở phía trước hai đứa nhỏ, đứng ngạo nghễ như núi oanh, 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 những kỵ sĩ này căn bản không có dự định ghim ngựa, dĩ nhiên là đụng vào. Con Tuấn mã thứ nhất trước tiên đụng vào, nhưng làm sao có khả năng đụng ngã lăng hàn. Nhất thời móng trước huynh đảo, chân sau dựng lên, đụng đến vươn mình. Tuấn mã phía sau căn bản không thắng được, lại đánh vào Tuấn mã phía trước. Cái này tạo thành va chạm liên hoàn, trong nháy mắt thì có 7 con Tuấn mã hoàn toàn đụng vào nhau, có còn nứt đoạn cái cổ, co giật ở trên đất, phun bọt mép. Bảy tên kỵ sĩ này tự nhiên cũng ngã một chỗ, bất quá bọn hắn đều có tu vi, lập tức lại bò lên, chỉ là trên mặt có chút bầm dập. Tình huống thế nào, bọn họ làm sao bị quẳng xuống ngựa? Ô, mười tên kỵ sĩ còn lại cưỡng chế ngừng ngựa, dồn dập quay đầu ngựa, nhìn về phía lăng hàn. Một người nói, ngươi là người nào, lại dám chặn đường của chúng ta? Lăng hàn lý cũng không lý, chỉ vỗ vỗ đầu của hai đứa nhỏ kia. Không sao rồi, không khóc, đi một bên chơi đi. Hai đứa nhỏ kia căn bản không biết vừa nãy tình cảnh hung hiểm cỡ nào, chỉ cảm thấy kinh hãi, một bên khóc suốt mướt, một bên chạy về phía ven đường. Tiểu tử, thất ca đang nói với người đấy, tên kỵ sĩ lúc trước kia tăng cao âm lược, hắn thật giống như thủ lĩnh của 17 người này. Bảy người ngã ngựa cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, mỗi người đều giận dữ. Bọn họ có sự tình hết sức khẩn cấp, căn bản không thể dừng lại, vì lẽ đó rõ ràng nhìn thấy trên đường có đứa nhỏ cũng không có dự định ghim ngựa. Nhưng tuyệt đối không ngờ, trong thôn nhỏ lại chạy đến một tên cao thủ, Tuấn mã của bọn họ đều va lăn. Bọn họ dồn dập lấy ra binh khí, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lang Hàn. Lang Hàn chắp hai tay sau lưng, 17 người này ngay cả chạm trần cũng chưa đi vào, tự nhiên không thể được hắn để ở trong mắt. "Thất ca, làm hắn." Có kỵ sĩ kêu gào nói. "Thất ca kia do dự một chút, nhưng nói, chính sự quan trọng, bỏ bảy con đạp vân mã kia đi." Mọi người chen một hồi, lập tức lên đường. "Tiểu tử" coi như ngươi gặp may, nếu như trao đổi một thời gian, đã sớm chặt ngươi thành mấy trăm khối. Những kỵ sĩ này dồn dập nói, bảy người ngã ngựa leo lên ngồi chung với mấy người khác, muốn rời khỏi. Chậm, Lăng Hàn duỗi tay một cái, cái này liền muốn đi, vừa nãy hai tiểu hoa nhi kia bị các ngươi dọa ra bóng ma trong lòng, không bồi ít đồ xoa. Thao, ngươi là thứ gì, cho ngươi chút màu sắc ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Một tên kỵ sĩ chửi ầm lên, thất ca, tiểu tử này vốn là tự mình muốn chết, chúng ta làm hắn đi. Có mấy kỵ sĩ dục ra dục dịch, hung tính quá độ. Được rồi, thất ca suy nghĩ một chút, gật gù, nếu Lăng Hàn muốn tìm chết, vậy không thể làm gì khác hơn là tác thành hắn. Năm tên kỵ sĩ lập tức nhảy xuống ngựa, sau đó dồn dập tản ra, vây quanh Lăng Hàn. Mặc dù bọn họ nói rất khí phách, nhưng cũng không dám xem thường Lăng Hàn, dù sao vừa nãy Lăng Hàn là lấy thân thể mạnh mẽ chặn đạp vân mã, thực lực như vậy rất mạnh. Giết, bọn họ cùng nhau múa binh khí, bổ về phía Lăng Hàn. Leng keng leng keng chen, Lăng Hàn không né không tránh, những binh khí này đương nhiên đều chém ở trên người hắn, nhưng đừng nói thể phách của hắn, chỉ là quần áo trên người hắn mặc cũng là dùng da lông tiên thú phân hồn cảnh làm thành, chỉ là mấy sáng thế cảnh có thể đánh xuyên sao. Không chỉ oanh không xuyên, trái lại bị đàn hồi trở lại, phốc phốc phốc, nhất thời có 5 người gặp binh khí của mình đập bạo đầu, có hai người khá may mắn, một cái chém vào vai trái, cả người sắp nứt ra, Máu tươi phun mạch, một cái khác từ bụng dưới tách ra, đã biến thành hai đoạn. Chí ít không chết, cái gì? 12 người còn lại đều sợ đến mặt tái rồi, bọn họ làm sao có khả năng nghĩ đến, thôn trang phàm nhân nho nhỏ như thế lại còn có cao thủ khủng bố như vậy. Tuy thực lực của bản thân bọn họ yếu đến kinh người, ở tiên vực không vào chạm trần tuyệt đối không xưng được cao thủ. Lang Hàn giang hai tay, cái này không liên quan đến ta, xác thực, hắn căn bản không hề động thủ, chỉ là bởi vì năm người này thực quá yếu mươi 2328, không cần làm phiền chiêu đãi ta thượng. 12 người đều dùng ánh mắt như nhìn ác ma nhìn lăng hàn, chỉ cảm thấy hai đùi run lên, người nhát gan còn không khống chế được tiểu tiện. Đến, nói một chút các người có chuyện gì vội như vậy, ngay cả trên đường có hai đứa nhỏ cũng không để ý. Lăng hàn sầm mặt lại, hắn cực kỳ tức giận, hắn biết quản không hết chuyện bất bình trong thiên hạ, nhưng nếu để hắn nhìn thấy, vậy hắn sẽ đưa tay, quản một chút. 12 người này hai mặt nhìn nhau, cũng không dám mở miệng. Lăng Hàn tùy ý gảy ngón tay, một đạo kiếm khí bắn qua, một tên kỵ sĩ bị hắn chém thành hai đoạn, nửa người dưới còn cưỡi ở trên ngựa, nhưng nửa người trên lại chậm rãi ngã xuống đất. Còn có nói hay không? Ta nói, ta nói, có một tên kỵ sĩ lập tức rít gào thốt lên, nước mắt nước mũi chảy ra. Chúng ta là hạ nhân của liễu gia Đại Vân Thành, gần đây, chúng ta gặp phải khổng gia vây công, đã là ngàn cân treo sợi tóc. Vì lẽ đó chúng ta nhận lệnh của gia chủ, chạy về thanh liễu thành dùng trận pháp đưa tin ở nơi đó bắt liên lạc với một thế lực lớn nhờ bọn họ phái người lại đây giải trừ khốn cảnh có một người trước tiên đánh vỡ trầm mặc những người còn lại đương nhiên là tranh nhau chen lấn nói chỉ lo không nói lời nào chút nữa sẽ bị lăng hàn giết chết há liễu gia khổng gia là thế lực cấp bậc gì cái thế lực lớn kia là cái gì lăng hàn thuận miệng hỏi hắn đã không còn hứng thú dự định phế bỏ tu vi của những người này miễn cho bọn họ lại đi hại người Liễu gia chúng ta cùng khổng gia đều là chảm trần gia tộc, bởi vì khổng gia có thêm một vị lão tổ đột phá đến tứ chảm, lập tức liền chiếm cứ thượng phong, mới đánh đến liễu gia chúng ta liên tục bại lui. Cái thế lực lớn kia, kha kha, nói ra có thể hù chết người. Ngự hư giáo, lăng hàn sững sờ, ngự hư, giáo chủ của ngự hư giáo, là ngự hư tiên vương. Chính là vị đại nhân kia, 10 tên kỵ sĩ khác đều đầy mặt cuồng nhiệt, ở tiên vực, tiên vương liền đại biểu vô địch, trí cao vô thượng. Lăng Hàn kinh ngạc, cũng thật đúng dịp, lại ở đây nghe được tin tức của Ngự hư tiên vương. Lão tổ thành ra, tiên vương tầng 8, bị mấy tiên vương vây công, bị thương rời đi, mà thành ra thì bị Ngự hư tiên vương tàn sát, nếu không phải tiên vương thành ra bày xuống trận pháp, đưa tổ địa đến cổ giới, vậy ngay cả một mảnh ngói cũng không lưu lại. Đại Hắc Cầu cũng đã nói, có một quái tài ở thời điểm chảm chân, sau ngũ chảm liền tự phế tu vi, sau đó trùng tu chảm chân, chém tới thời điểm chém không được nữa, lúc này mới bước vào phân hồn, cái quái tài này chính là ngự hư tiên vương quan trọng nhất chính là ngự hư tiên vương có quan hệ với phong tình thiên tôn thiên tôn một gia tộc chảm trần nho nhỏ lại có quan hệ với ngự hư tiên vương lăng hàn nổi lên lòng hiếu kỳ nói đi đi liếu ra đi liếu ra đi liếu ra làm gì lão gia ngài vẫn chưa hết giận muốn đi liếu ra đại khai sát giới sao lăng hàn trừng mắt lên bảo ngươi dẫn đường liền dẫn đường từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy quên đi Hắn trực tiếp ra tay, nâng lên tên thất ca cầm đầu kia, sau đó bắn ra vài đạo kinh khí, phế bỏ toàn bộ tu vi của người còn lại. Đây là trừng phạt bọn họ xem mạng người như cỏ rác. Xeo, hắn triển khai quy tắc không gian, thân hình lóe lên tái hiện, đã là ngàn tỷ dặm Hắn đạt được hư linh lưu ly, đạo thiên địa bản nguyên này có thể để cho hắn ở trong khu vực quanh người có vô số hóa thân, thật giống như xếp vào vô số chiếc gương, hình ảnh vạn ngàn, mà hắn thì lại có thể xuất hiện ở trong bất kỳ một hóa thân nào. Cái này ở trong chiến đấu là cực kỳ thực dụng, hóa thân ngàn vạn, ai có thể bắt lấy chân thân của hắn, cho hắn một đòn chí mạng. Ngược lại, hắn có thể thông qua một hóa thân tùy ý tiến hành công kích, hầu như không có góc chết công kích. Mà hơi thay đổi, cái này còn có thể sử dụng ở trên thân pháp. Chân thân, hóa thân, chân thân, hóa thân, không ngừng giao thoa, mỗi một lần giao thoa hầu như không tiêu hao một chút thời gian đi tới một đoạn dài, còn nhanh hơn điện thiểm. Nếu như lại gia nhập thêm quy tắc hệ lôi không phải ta có thể càng nhanh hơn sao lăng hàn một bên chạy đi một bên nói nơi đây cách đại vân thành người thường phải chạy đi ba năm mới có thể đến nhưng đối với lăng hàn mà nói chỉ là sự tình hai ba bước một ý nghĩ của hắn vẫn không có chuyển qua phía trước đã xuất hiện một tòa thành lớn nguy nga hắn ngừng lại buông lỏng tay ra oa wow, thất ca nhất thời phun máu tươi chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bốc lên muốn xông ra cái bụng hắn mới chỉ là sáng thế cảnh thân thể sao có thể chịu đựng được không gian di động như vậy lăng hàn không hề có tâm ý đáng thương người xem mạng người như cỏ rác như thế đáng đời hắn đi về phía trước một đạo lực lượng hóa thành dây thường trói thất ca trực tiếp kéo đi đứng lại thời điểm đi tới cửa thành lăng hàn bị thủ vệ ngăn lại lệ phí vào thành thất thất ca có một tên thủ vệ nhìn thấy thất ca bị lăng hàn kéo nhất thời sợ hết hồn cái gì thất ca lại một tên thủ vệ nhìn về phía thất ca, ánh mắt mở to. Liễu gia là hào môn của Đại Vân Thành, khổng gia cũng vậy, hai nhà này cùng nhau khống chế Đại Vân Thành. Ở phương diện thu lệ phí vào thành cũng như thế, bọn họ mỗi bên phụ trách hai cửa thành, nơi này thuộc về cửa thành Liễu gia khống chế. Nhưng gần đây khổng Liễu hai nhà phát sinh đại chiến, khổng gia rõ ràng chiếm được thượng phong, tựa hồ Liễu gia không chỉ bại, hơn nữa còn có khả năng hoàn toàn lui ra Đại Vân Thành. Bởi vậy, tâm tư của những thủ vệ này cũng sống động, có phải là nên sớm một chút ngã về khổng gia hay không như vậy bắt thất ca đưa đi khổng gia không tính là một đại lễ nhưng bề ngoài tỏ thái độ là đủ tốt xấu thất ca cũng là một tên bách phu trưởng trong quân của liễu gia nhưng bọn họ lập tức phát hiện không đúng bởi vì bọn họ nhìn thấy thất ca thật giống như bị một dây thừng vô hình cột lăng hàn động hắn liền động tựa như một con lợn chết t chọc không được bọn họ đều lắc đầu đừng nói từ trong tay lăng hàn đoạt người ngay cả lệ phí vào thành cũng không dám thu cung kính đưa Lăng Hàn vào thành. Làm thủ vệ nhiều năm, bọn họ cũng luyện ra nhãn lực tương đối, có mấy người là không thể trêu chọc. Chỗ nào, Lăng Hàn tự nhiên không phản đối, hỏi thất ca. Trường 2329, không cần làm phiền chiêu đãi ta, hạ. Này, thất ca hoàn toàn không còn tính khí, chỉ cái phương hướng. Lăng Hàn triển khai quy tắc không gian, cấp tốc đi tới. Gần như nửa nén hương thời gian sau, hắn ngừng lại. Phía trước xuất hiện một thôn trấn cái này phóng tới tiểu thế giới hoàn toàn có thể xưng là cự thành nhưng ở tiên vực đây chính là một thị trấn nhỏ đến liễu gia nhưng ở ngoài trấn nhỏ có một chi đại quân vây quanh máy bắn đá phóng từng đá tảng ném về phía trấn nhỏ oanh không đợi đá tảng đập đến phía trên trấn nhỏ liền có một lồng ánh sáng cản lại đá tảng mà mỗi một lần va chạm lồng ánh sáng sẽ run động có phủ văn lít nha lít nhít lấp lóe hiển nhiên liễu gia có trận pháp phòng ngự bảo vệ mà khổng gia đang dùng biện pháp nguyên thủy nhất tiến hành phá giải tiêu hao hết năng lượng của trận pháp. Lăng Hàn chỉ nhìn lướt qua cũng đã sáng tỏ, trận pháp này là dựa vào nhân lực thôi thúc, giờ phút này, đang có mấy trăm người truyền nguyên lực vào trong trận pháp, rất nhiều người sắc mặt đã trắng bệch, kiên trì không được bao lâu. Thị lực xác thực không thể nhìn, nhưng thần thức phảng phất như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không trừ một nơi nào. Thất ca chố mắt ngoác mồm, ba ngày trước hắn mới rời khỏi liễu ra, nhưng trong nháy mắt lại trở về, nam nhân này đến tột cùng nắm giữ lực lượng to lớn thế nào người nào chung quanh thôn trấn có người nhà họ khổng phát hiện lăng hàn lập tức thả người đến lớn tiếng quát tháo xem trò vui không cần làm phiền chiêu đãi ta lăng hàn cười nói dưới chân cũng không dừng lại chiêu đãi cái đầu ngươi người có chút nóng tính lập tức đánh tới vung đao về phía lăng hàn ai thất ca phát ra một tiếng thở dài tựa hồ đã thấy kết quả của người này oanh quả nhiên đao chém vào trên người lăng hàn không những không thể chém phá phòng ngự trái lại đàn hồi về phía hắn mà tốc độ thật nhanh phốc sống dao đụng vào trên trán của người kia trực tiếp đập phá cái đầu nát bét lăng hàn không hề đồng tình nếu như người kia hạ thủ lưu tình không hề sử dụng toàn lực vậy hẳn là có thể dễ dàng hóa giải một đòn đàn hồi này ai bảo hắn không chừa đường sống cho người khác vậy cũng tuyên án cái chết của mình thật can đảm có cao thủ người của khổng gia kinh ngạc thốt lên sau khi hỗn loạn lung tung có một người bước ra mặt vuông chữ điền có tư thế không giận mà uy đây là một trảm trần cảnh chỉ có tam trảm, nhưng xuất thân từ địa phương không giống, vận mệnh mỗi người cũng không giống, có trảm trần chỉ có thể trở thành giặc cướp, lưu manh, có lại ra dáng, phái đoàn so với cường giả thăng nguyên cảnh còn muốn lớn hơn. Các hạ, liễu gia hủy diệt đã là chắc chắn, hà tất nhúng vào vũng nước đục này. Hắn từ tốn nói, ngữ khí bình tĩnh, chết một sáng thế cảnh mà thôi, tự nhiên không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Đối phương tất nhiên là cường giả trảm trần, nếu là tứ trảm, vậy liễu gia liền nắm giữ hai tên cường giả như vậy, sự tình không dễ xử lý lăng hàn nhoẻn miệng cười đã nói không cần chiêu đãi ta cứ như vậy đi hắn phất phất tay tiếp tục đi về phía trước ha ha vậy liền để ta tới ước lượng phân lượng của các hạ tam trảm lão tổ kia ra tay chộp tới lăng hàn nếu như hắn có thể dễ dàng đắc thủ vậy hắn sẽ ở sau một đòn liền giết lăng hàn dám nhúng tay sự tình của khổng gia sống thiếu kiên nhẫn mà nếu như thực lực của đối phương mạnh không yếu hơn hắn vậy hắn sẽ khuyên đối phương rời đi. Dù sao bị một tên chảm trần lão tổ nhìn chằm chằm là một chuyện cực kỳ phiền phức, trừ khi có nắm chắc giết chết, nếu không liền không nên dễ dàng đắc tội, khổng ra ra đại nghiệp đại, tộc nhân vô số, lại có mấy người đạt đến chảm trần. Lăng Hàn tựa hồ căn bản không có ý thức đến đòn đánh này kéo tới, không ngừng bước đi, đầu cũng không quay lại. Muốn chết, trong nháy mắt tam chảm lão tổ kia sát ý như rực cháy, tay hắn cách Lăng Hàn đã không đủ một tấc, hắn có niềm tin tuyệt đối đánh giết Lăng Hàn vậy thì đi chết đi hắn không chút do dự lấy tay bắt xuống a à, tiếng kêu thảm thiết vang lên ai cũng cho rằng người phát ra tiếng kêu thảm hẳn là lăng hàn nhưng kết quả là hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người tam trảm lão tổ kia của khổng ra tay phải nâng cổ tay trái vẻ mặt thống khổ hắn một đòn đánh vào trên lưng lăng hàn nhưng phảng phất như đánh vào tiên kim hơn nữa bởi vì hắn động sát nghiệp ra tay tàn nhẫn nên năm ngón tay của hắn đều đụng gãy tay đứt ruột sót, đương nhiên đau tận xương cốt a à, tam trảm lão tổ kia gọi đến thê thảm nước mắt sắt chảy ra lăng hàn hơi quay đầu nói không có sao chứ không có chuyện gì không có chuyện gì cái len sợi a à, đương nhiên có chuyện có điều trong lòng tam trảm lão tổ kia càng nhiều chính là kinh hãi đối phương bất động không tránh mặc hắn bắn trúng một đòn nhưng kết quả là hắn xương tay gãy vỡ đây là thực lực kinh người cỡ nào đại đại nhân hắn mạnh mẽ đè xuống đau đớn cung kính hành lễ với lăng hàn vãn bối không có chuyện gì Vậy ngươi gọi cái quỷ gì? Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc, vãn bối bị hóa điên, tam trảm lão tổ kia vội vàng nói. Lăng Hàn ồ một hồi, vậy phải trị một hồi. Hắn đưa tay nhấn một cái, đùng, tam trảm lão tổ kia nhất thời bị chấn thành bảy tám khối. Nhưng Lăng Hàn không có hạ tử thủ, bởi vậy, tam trảm lão tổ kia liều chắp phá tập hợp, vẫn có thể bọc mình lại, tiếp tục sống sót. Mà bất kể là ngoài chấn hay trong chấn, tất cả mọi người đều nhìn chố mắt ngoác mồm. Đây cũng quá mạnh đi, tứ trảm lão tổ, chỉ ít, có khi là vương giả trong tứ trảm, bằng không nào có mạnh mẽ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không ai biết Lăng Hàn cùng Liễu Gia quan hệ làm sao, đến cùng là bạn hay địch, bởi vậy phía Liễu Gia cũng không có như chút được gánh nặng, phía khổng gia cũng không dám tiếp tục công kích, lập tức trở nên yên tĩnh. Một người liền khống chế chiến tranh, cái này chính là tác dụng của cường giả. Lăng Hàn không phản đối, hắn tiếp tục kéo thất ca đi về phía trước, rất nhanh đến phía trước chấn nhỏ, đi lên trước nữa chính là trận pháp phòng ngự. Các hạ là bạn hay địch, trên tường thành, một lão giả nhìn lăng hàn hỏi, đây là một tứ trảm lão tổ, cũng là liễu gia đương đại gia chủ liễu hóa sơn. Lăng hàn nhoẻn miệng cười, có khách tới, không mời ta vào ngồi một chút sao. Trên tường thành, người liễu gia bắt đầu ngẩng đầu lên. chương 2330, vì sao mà đến? Đùa giỡn, hiện tại bọn hắn còn có trận pháp bảo vệ, chỉ khi nào rút đi trận pháp, Vậy bọn họ phảng phất như một mỹ nữ tuyệt sắc lột hết quần áo ở trước mặt một sắc lang, quá nguy hiểm. Ở trước khi không biết Lang Hàn là bạn hay địch, vậy nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bất cẩn. Lang Hàn thở dài, đạo đãi khách của các ngươi quá kém, ta muốn trách cứ. Các hạ, nếu ngươi có thể thay Liễu gia ta hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt này, điều kiện gì cũng có thể mở. Liễu Hóa Sơn nói, có vẻ cực kỳ hào phóng, hắn không hào phóng cũng không được, bởi vì ở dưới thế tiến công mạnh mẽ của Khổng gia, Bọn họ đã thủ không được bao lâu, mà một khi thành phá, Liễu gia từ trên xuống dưới sẽ bị tàn sát toàn bộ, người cũng chết mất, của cải còn có ích lợi gì? Ha ha, nếu các hạ có thể công phá phòng thủ của Liễu gia, vậy tất cả của cải của Liễu gia có thể hoàn toàn quy về các hạ. Phía Khổng gia, một lão giả cũng đứng ra, tuy còn cách cực xa, nhưng âm thanh 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 sở sở truyền tới. Đây là Khổng gia gia chủ Khổng Trường Kim, gia chủ đại nhân, người của Khổng gia đều kinh ngạc thốt lên, cái gì muốn giao hết thảy bảo vật của liễu gia vậy chẳng phải khổng gia làm không công khổng trường kim khoát tay áo một cái bọn tiểu bối này thực là ánh mắt thiển cận của cái chân chính của liễu gia ở chỗ vùng mỏ cùng vườn thuốc những cái này lăng hàn lại chuyển không đi mà cho dù hiện tại khổng gia chiếm ưu thế nhưng muốn tiêu diệt liễu gia tất nhiên phải bỏ ra cái giá khổng lồ mặc dù hắn nói hào phóng kỳ thực là đang hưởng phúc của người ta các hạ liễu hóa sơn lớn tiếng kêu lên các hạ khổng trường kim cũng lớn tiếng kêu lên Hiện tại Lăng Hàn là một biến số, thực lực sâu không lường được, bởi vậy mọi người đều muốn tranh thủ hắn, nói không chắc bởi vì hắn dựa về phía nào, liền để cán cân thắng lợi khuynh đảo về bên ấy. Lăng Hàn lắc đầu một cái nói, không mời ta đi vào, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến vào. Hắn giơ tay, điểm về phía trước, phù, một bức tường ánh sáng đột nhiên xuất hiện, có phù hiệu đại đạo lấp lóe. Lăng Hàn gảy ngón tay, phù, quang tường rung động nhẹ nhẹ, thật giống như mặt nước đang chấn động trong trẻo phát quang. Hắn đang làm gì thế? Có người tò mò nói, sẽ không muốn mạnh mẽ phá trận chứ. Quả thực chính là nằm mộng ban ngày, kia là phục đà la trận, ngay cả cường giả thiên hồn cũng có thể chặn, nếu không như vậy, chúng ta đã sớm đánh tới. Chỉ có thể lấy trận phá trận, dùng máy bắn đá tiêu hao lực lượng của người liễu ra, để đại trận mất đi năng lượng. Tuy hắn rất mạnh, nhưng nếu có thể đánh tan trận pháp, ta liền ăn tảng đá này. Người của khổng gia châu đầu ghé tai, mà người của Liễu Gia cũng như thế, chỉ là bọn hắn càng thêm tự tin, cho rằng chỉ cần còn có người duy trì trận pháp, vậy đại trận này chính là không gì phá nổi. Các hạ, không cần lãng phí thời gian, người căn bản không thể phá trận. Liễu Hóa Sơn từ tốn nói, lang Hàn khẽ mỉm cười, vận chuyển quy tắc sát lục, chỉ tay vẽ ra. Đùng, lồng ánh sáng run rẩy, nhất thời giống như thủy tinh phá nát, hóa thành vô số mảnh ánh sáng, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Phốc, tất cả mọi người tập thể phun ra ngoài, trận pháp, thật phá, hơn nữa chỉ là chỉ tay mà thôi. Đây là lực lượng nào, thật đáng sợ, quá kinh người. Có điều, Lăng Hàn cũng không có nhân cơ hội tiến vào, bởi vậy, lồng ánh sáng rất nhanh khép lại, lần thứ hai bao phủ thôn chấn. Dù sao Lăng Hàn cũng không có phá hoại trận pháp, chỉ mạnh mẽ đánh vỡ lồng phòng ngự, thật giống như võ giả đối chiến, một người đánh tan phòng ngự của đối phương, nhưng có thể tổn thương đối thủ hay không, còn phải xem hắn kế tiếp có tục ra tay hay không. Lăng Hàn vận chuyển quy tắc lôi, lòng bàn tay nhất thời có thêm một phù hiệu màu tím, có ánh chớp giật động. Hắn đưa tay về phía lồng ánh sáng nhẹ nhàng nhấn một cái, chi, ánh chớp nhất thời từ lòng bàn tay của hắn phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lồng ánh sáng. Đùng, lồng ánh sáng lập tức tan rã, nương theo ánh chớp từng mảnh từng mảnh hạ xuống. Lần thứ hai phá trận, phốc, mọi người cũng lần thứ hai trừng ra con ngươi, lại phá trận một lần, hơn nữa còn là lấy một loại biện pháp khác. Lăng Hàn vẫn không có nhấc chân, bởi vậy, lồng ánh sáng lại khôi phục lần nữa. Hắn tràn đầy phấn khởi, lại thử quy tắc không gian, thân hình hơi động, trực tiếp xuất hiện ở bên trong lồng ánh sáng. Mọi người, ây, sau đó, hắn lại dùng cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy, cương nguyên lục kim, nói tóm lại, tám đạo thiên địa bản nguyên bị hắn dùng một lần, mỗi lần đều có thể dễ dàng đánh tan trận pháp phòng ngự. Mọi người đã sớm giật mình đến trình độ mất cảm giác, từng cái từng cái chỉ biết co giật khóe miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Không chơi vui a à lăng hàn lắc đầu một cái cuối cùng nhanh chân bước vào trấn nhỏ lui lui khổng trường kim run giọng kêu lên nam nhân này cường đại đến đáng sợ mình lại còn cùng hắn có kè mặc cả thực sự là gan to bằng trời a à. người khổng gia đã từ lâu sợ run tim mất mật được lão tổ hạ lệnh nhất thời cùng nhau xoay người chạy trối chết chỉ lo lăng hàn đột nhiên đổi chủ ý muốn đi khổng gia làm khách gì đó đại đại nhân người của liễu ra ngay cả chạy cũng không được không thể làm gì khác hơn là quỳ gối hành lễ Liễu Hóa Sơn dù sao cũng là gia chủ, hắn đánh bạo nói. Xin hỏi đại nhân tới có chuyện gì chỉ giáo? Lăng Hàn ném thất ca đi, nói. Há, ta là tới đòi cái công đạo. Đòi cái công đạo, đại nhân, xin hỏi Hàn ra nơi nào đắc tội ngài? Liễu Hóa Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói. Lăng Hàn đạp thất ca một cái nói. Không phải ta, là hai người bạn nhỏ. Hắn nói sự tình đoàn người thất ca suýt chút nữa đụng vào hai đứa nhỏ một lần. Nghe Lăng Hàn nói xong, người liễu ra đều là sắc mặt quái lạ. Kháo, bởi vì một việc nhỏ như hạt vừng đậu xanh như thế, người lại còn tự mình giết tới liễu ra. Không phải là hai phàm nhân nho nhỏ sao, ai sẽ để ý sự sống chết của bọn họ. Lăng Hàn quét mọi người một chút, lạnh nhạt nói. Ta quan tâm, tuy trong lòng người liễu ra vẫn không phản đối, nhưng trên mặt không dám biểu hiện ra. Xin hỏi đại nhân, muốn chúng ta làm sao bồi thường? Liễu Hóa Sơn hỏi, chương 2331, Vu Lan Phong Hoa bất kể nói thế nào, lăng hàn thay bọn họ hóa giải uy hiếp của khổng gia. chí ít tạm thời là như vậy, mà lăng hàn càng có năng lực một tay hủy diệt liễu gia, điều này làm cho người liễu gia tự nhiên càng thêm không dám mất kinh ý. đây là một vị ma vương, ai biết hắn động lôi đình chi nộ sẽ tạo thành phá hoại đáng sợ cỡ nào? nếu các ngươi quản không được thủ hạ, liễu gia này còn cần phải tồn tại sao? lăng hàn từ tốn nói, ngươi, ngươi muốn diệt liễu gia ta? liễu hóa sơn hút vào khí lạnh lăng hàn lắc đầu một cái cho các ngươi một tháng thời gian giải tán liễu gia nếu không ta sẽ giải tán thay các ngươi đại nhân kia chỉ là chỉ là hai hài tử mà thôi liễu gia ta vì chuyện này trả giá lớn như vậy cái này không công bằng liễu hóa sơn lớn tiếng kêu lên tràn ngập không cam lòng một tháng lăng hàn không nói nhảm chỉ ở trong trấn tìm gian phòng ở lại hắn là cố ý cho một tháng thời gian mục đích cũng không phải muốn tiêu diệt liễu gia mà là để liễu ra tiếp tục đi tìm người của Ngự Hư giáo. Đây là một bước ngoặt, hắn muốn đánh vào trong Ngự Hư giáo. Ngự Hư Tiên Vương cùng Phong Tình Điện có ngàn vạn tia quan hệ, khả năng cực cao là đệ tử của Phong Tình Thiên Tôn. Đối với Lăng Hàn mà nói, đánh vào Ngự Hư giáo cũng không phải mục đích cuối cùng, hắn chân chính muốn thấu hiểu là Phong Tình Thiên Tôn. Lúc trước chủ nhân của Hắc Tháp chết, cùng Tam Đại Thiên Tôn có quan hệ hay không? Lăng Hàn suy đoán là có, bằng không sao tiểu tháp sẽ kiêng kỵ Tam Đại Thiên Tôn này như vậy? Như vậy chân tướng của chuyện đó là cái gì? Vì sao cổ giới lại bị chia ra làm hai, dù sao Thiên Tôn vẫn sẽ không làm sự tình không hiểu ra sao chứ? Đại Hắc Cầu đã từng nói Tam Đại Thiên Tôn tiêu cực đối xử Hắc Ám chi triều, ba đại nhân vật này đến cùng là thái độ gì đây? Rất nhiều chuyện, chỉ có thực sự tiếp xúc mới biết. Lấy Liễu gia làm môi giới, trước vào Ngự hư giáo, lại tiến vào Phong Tình Điện. Gia chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lan Hàn vừa đi, người của Liễu gia đều nổ tung tên kia khẳng định là phân hồn cảnh, hơn nữa sức chiến đấu kinh thiên mới có thể mạnh mẽ phá trận. Thực lực của chúng ta coi như mạnh mẽ gấp trăm lần cũng không có tác dụng. Liễu Hóa Sơn ấn ấn tay, không vui nói. Hoàng cái gì, chúng ta không phải còn có một nước cờ chưa đi sao? Tiêu Sơn, người tự mình đi một chuyến, đi thanh Liễu Thành đưa tin tức. Hắn nhìn về phía một lão giả, đây là một tên tam trảm lão tổ của Liễu Gia, cũng là cường giả thứ hai chỉ đứng sau hắn. Liễu Tiêu Sơn trầm ngâm nói nhưng mà ta vừa đi vạn nhất khổng gia lại xâm lấn thì sao rút đi một tên tam trảm lão tổ nếu như khổng gia đột kích vậy liễu gia liền nguy hiểm không sao chỉ cần sát tinh kia vẫn còn khổng gia sẽ không dám sằng bậy liễu hóa sơn có vẻ tự tin tràn đầy gia chủ vậy cái thật có thể tin được không có người hỏi liễu hóa sơn gật gù có tộc phổ làm chứng chúng ta đúng là hậu nhân của ngự hư tiên vương có điều nói ra có chút khiến người ta khó có thể mở miệng tổ tiên của chúng ta là hậu duệ thứ bảy của ngự hư tiên vương cùng một nữ tử lầu xanh bất ngờ sinh ra. Tất cả mọi người nha một hồi, chẳng trách trước kia liễu hóa sơn không chịu nói ra ngọn nguồn, hóa ra là bởi vì như thế. Xác thực, rất lúng túng, được, ta lập tức đi một lần, liễu tiêu sơn gật gù, hắn quyết định thật nhanh, chạy về phía thanh liễu thành. Lấy tu vi của hắn, toàn lực đi, gần như 11-12 ngày liền có thể chạy tới. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Lăng Hàn sẽ đưa ra một tháng kỳ hạn, Liễu Tiêu Sơn chạy tới, lập tức lợi dụng trận pháp liên hệ đạt được liên hệ với ngự hư giáo, nguyên bản lấy thân phận của hắn là căn bản không thể được trả lời, nhưng hắn ngay lập tức nói rõ thân phận, để bên kia thả tin là có cũng không dám tin không, thay hắn tìm tới nhân vật trong giáo đại. Tầng tầng thông báo, lại đối chiếu, chỉ 3 ngày thời gian, thân phận của Liễu Gia liền được xác nhận. Đúng là hậu nhân của ngự hư tiên vương, nhưng huyết mạch đã vô cùng xa. Nhưng tiên vương hậu nhân chính là tiên vương hậu nhân, há để người khác khinh thường. Ha ha, lại có người hung hăng như thế, ta ngược lại muốn gặp gỡ một chút. Khi thương thảo phái ai đi, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh mở miệng, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, nhưng có một luồng anh khí lấn người, thật giống như tiên vương cũng phải nằm dạp ở trước mặt hắn. Vu Lan Phong Hoa, đệ tử thân truyền của ngữ hư tiên vương, cũng là đệ tử được sủng ái nhất, bây giờ chỉ là địa hồn cảnh, đế giả trong đế giả, có người nói có mấy phần phong thái của Ngự hư tiên vương năm đó. Vu Lan Thánh Tử, đây căn bản không cần ngài đi a. À. Có người vội vàng khuyên nhủ, tuy cảnh giới của Vu Lan Phong Hoa không cao, nhưng bởi vì quá được Ngự Hư Tiên Vương sủng ái, ngay cả Tiên Vương tầng 1, tầng 2 cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn quá trọng yếu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Ngự Hư Tiên Vương tất nhiên sẽ nổi giận, vậy ai cũng không chịu đựng được hậu quả này. Không sao, nhiều nhất chỉ là thiên hồn mà thôi, Vu Lan Phong Hoa thờ ơ nói, tuy hắn chỉ là địa hồn, nhưng ngay cả đế giả cấp bậc thiên hồn cũng đánh bại qua. Có thể nói bất luận phân hồn cảnh nào ở trong mắt hắn cũng chỉ là run rế. Bởi vì hắn không chỉ là đệ tử của Ngự Hư Tiên Vương, càng được Phong Tình Thiên Tôn chỉ điểm. Thiên Tôn a, kia là nhân vật cỡ nào, ngự trị ở trên thiên địa, để hắn cường đại đến ngay cả đế giả cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Hắn không tin Lăng Hàn có thể ngang hàng mình, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, có ý nghĩ đi tới. Một khi Vu Lan Phong Hoa hạ quyết tâm, vậy ngoại trừ ngữ Hư Tiên Vương thì không người nào có thể để hắn thay đổi chủ ý. Được liền để Vu Lan Thánh Tử đi một lần. Vu Lan Phong Hoa xuất phát, hắn có một pháp khí phi hành, được Ngự Hư Tiên Vương tự tay ra chỉ quy tắc đại đạo, tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người, chỉ 7 ngày mà thôi, liền từ nơi xa xôi vô tận đi tới Thanh Liễu Thành. Hắn liên lạc với Liễu Tiêu Sơn, sau đó cùng một chỗ trở về Liễu gia, mà sau khi nhận được tin tức, Liễu Hóa Sơn lập tức mang theo toàn thể nhân vật trọng yếu trong gia tộc ra khỏi thành, nghênh tiếp Vu Lan Phong Hoa đến. Chương 2332, bá chủ trong đế giả. Hoan nghênh Thánh Tử Đại Nhân, người Liễu gia đều cung kính hành lễ. Tuy bọn họ là hậu nhân của Ngự Hư Tiên Vương, nhưng huyết mạch quá xa, hơn nữa còn là một kỹ nữ sinh, tự nhiên càng không có sức lực. Vu Lan Phong Hoa không để ý chút nào, loại tình cảnh này hắn thực sự là nhìn nhiều lắm rồi, căn bản không thể để hắn phát lên lòng hư vinh. Hắn tùy ý gật gù nói: Cuồng nhân kia ở đâu? Ta mang ngài đi. Liễu Hóa Sơn vội vàng nói. Do Liễu Hóa Sơn dẫn đường, người Liễu gia tôn kính đi theo mình mông cuồn cuộn giết về phía nơi ở của Lăng Hàn. Lại dám uy hiếp liễu ra, kháo, không làm thịt người thì làm thịt ai. Thôn trấn tuy lớn, nhưng không chịu nổi mọi người đều là cường giả cấp bậc chảm chân. Bởi vậy, chỉ nửa nén hương thời gian, mọi người liền đến trước gian phòng của Lăng Hàn. Tiểu lâu này cao ba tầng, Lăng Hàn liền ở lầu ba. Cuồng đồ lớn mật, còn không mau cút ra, người liễu ra lập tức kêu gào. Hiện tại bọn họ rất có sức lực, không đến một tháng, các người cũng đã hoàn thành sự tình sao. Âm thanh của Lăng Hàn từ trên lầu truyền xuống, nói chuyện viển vông, hôm nay chính là thời điểm chém đầu ngươi, còn không mau lăn xuống gặp thánh tử đại nhân. Người liễu ra mồm năm miệng mười nói, thánh tử, Lăng Hàn hơi kinh ngạc, chuyện này lại dẫn một tên thánh tử của ngự hư giáo lại. Xem ra, liễu ra vẫn là rất trọng yếu, hắn mở cửa sổ ra, ánh mắt quét qua, lập tức ngưng ở trên người vu lan phong hoa. Nam nhân này thật giống như tự mình mang vầng sáng, vô luận là ở đâu cũng như hạc đứng trong bầy gà, cực kỳ bắt mắt. Vu Lan Phong Hoa cũng nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt hơi nhảy một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lại từ trên người của Lăng Hàn cảm giác được thấy lạnh cả người, để tim hắn hơi đâm nhói, thật giống như gặp phải kinh địch. Khả năng sao, hắn là người nào, đế trong đế, đệ tử của ngữ hư tiên vương, đồ tôn của phong tình thiên tôn, thân phận hiển hách như vậy, hỏi thế gian còn có ai có thể so sánh. Lẽ nào đối phương là thiên hồn cảnh trong đế giả đỉnh cấp? Nhất định là như vậy, hư, quỳ xuống, tự phế hai tay hai chân, có thể tha cho người khỏi chết. Hắn lạnh nhạt nói, cho dù cảm giác được áp lực, hắn vẫn tràn ngập tự tin với mình, cho rằng nếu khai chiến, hắn tất là người thắng sau cùng. Lấy yếu thắng mạnh, đây là chuyện hắn thích nhất. Lăng Hàn cười ha ha, sau đó phun ra hai chữ. Ngốc bức, ngốc bức, vu lan phong hoa sững sờ, sau đó không thể tin tưởng. Đây thực sự là một tên đế giả sao, nói chuyện lại không thận trọng như vậy, quả thực là mất mặt a. À hắn không khỏi siết nắm đấm, năng lực tự kiềm chế ở trước mặt lăng hàn tựa hồ trở nên không đỡ nổi một đòn. Hắn hô hấp thật sâu mấy lần, lúc này mới đè xuống lửa giận. Tôn nghiêm của ngự hư giáo ta, không cho bất luận người nào trả đạp. Nếu cho ngươi đường sống không đi, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi xuống địa phủ. Ngươi đây là từ đâu tới tự tin a? À? Lăng hàn cắn quả táo ăn, có vẻ cực kỳ tùy ý. Con người của ta, rất thích giấm cái gọi là thiên tài, xem ngươi ngứa ra, có phải là thích ăn đòn không? Muốn chết, Vu Lan Phong hoa hừ một tiếng, xèo, thân hình hắn bay lên không, giết tới Lăng Hàn. Lăng Hàn tay phải ngưng quyền, đánh tới Vu Lan Phong hoa. Oanh, hai người ra một đòn, nhất thời nguyên lực oanh kích đến cùng một chỗ, hình thành cuồng phong, quy tắc vô tận giật động, hóa thành lưỡi dao sắc không gì không xuyên thủng oanh oanh oanh, trong nháy mắt liền oanh tất cả vật thể xung quanh thành cặn bã. Bởi vì Lăng Hàn vào ở, cư dân phụ cận đã sớm rời khỏi, nhưng vẫn có rất nhiều người theo vu lan phong hoa lại đây, bị những lưỡi dao sắc này quét qua, nhất thời chết mất một đám lớn. Liễu hóa sơn không khỏi run cầm cập, nét mặt già nua co giật không ngớt. Xong đời, xong đời, người theo tới nơi này đều là trụ cột vững vàng trong gia tộc, bây giờ lại bị một đòn hầu như diệt hơn nửa, đối với liễu gia mà nói chính là trọng thương, mấy trăm triệu năm cũng không nhất định khôi phục được nguyên khí. Làm sao vu lan phong hoa đến rồi vẫn là kết quả như thế? Lúc này Vu Lan Phong Hoa là kinh ngạc chân chính, Lang Hàn lại là âm hồn cảnh, so với mình còn thấp hơn một cảnh giới nhỏ. Làm sao có khả năng tu vi thấp hơn mình, lại còn cho hắn cảm giác một ngạt như gặp đại địch, thậm chí có thể đỡ lấy một đòn của hắn. Tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy? Ta chính là Vu Lan Phong Hoa, hắn trầm giọng nói, đối với người liễu ra gặp tai và hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Hậu nhân của Ngự Hư Tiên Vương thực quá nhiều, loại huyết mạch này xa tới có thể bỏ qua không tính xuất thân lại thấp hèn, chết sống đương nhiên không cần quá mức lưu ý. Lăng Hàn, Lăng Hàn từ tốn nói, trong ánh mắt lướt qua vẻ thận trọng. Vu Lan Phong Hoa cho hắn lực áp bách không kém kỷ vô danh, có điều Vu Lan Phong Hoa là địa hồn, còn cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ, như thế so sánh, liền có thể nhìn ra Vu Lan Phong Hoa không bằng kỷ vô danh. Cũng đúng, tiên vương tầng 9 chuyển thế trùng tu, ngoại trừ loại người được trời cao chăm sóc như Lăng Hàn, người khác sao có thể so sánh. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Vu Lan Phong hoa lẩm bẩm vài tiếng, ta nhớ kỹ ngươi, không cần không cần, Lang Hàn vội vã xua tay, ta không có thói quen để nam nhân nhớ kỹ. Lắm lời, Vu Lan Phong hoa sầm mặt lại, tay phải giơ lên, thật giống như trong tay có món đồ gì, một thanh kiếm trong suốt hiện ra. Có thể ngăn ta trăm chiêu, liền tha cho ngươi một mạng. Hắn nói, tuy Lang Hàn chặn một đòn của hắn, nhưng hắn vẫn tràn ngập ý nghĩ tất thắng với mình, có điều hắn đối với Lăng Hàn cũng không dám có bất luận xem thường gì, ngay cả chuẩn tiên khí cũng tế ra. Nếu không, hắn không chắc ở trong 100 chiêu có thể đánh giết Lăng Hàn. Đùa với người chơi, Lăng Hàn thấy hàng là sáng mắt, hắn cũng muốn biết sức chiến đấu của mình bây giờ đạt đến trình độ thế nào. Giết, thân hình của Vu Lan Phong Hoa đập ra, lóe lên, ba đạo phân hồn cùng xuất hiện, phân từ ba phương hướng đánh úp về phía Lăng Hàn, bản thể thì vung vẩy chuẩn tiên khí chém tới. Chỉ là bốn người, lại có một loại đại khí như thiên quân vạn mã cũng không sánh được, tùy tiện người nào cũng có thể đánh tan thương vũ, độc đoán càn khôn. Lăng Hàn không có sử dụng phân hồn, nhưng tế tiên ma kiếm ra, giết tới Vu Lan Phong Hoa. chương 2333, bao vây thượng. Vu Lan Phong Hoa mặt ngoài cười rất tươi, nhưng trong nội tâm lại sát khí ẩn động. Hắn không làm gì được Lăng Hàn, cũng tin tưởng Lăng Hàn không làm gì được hắn, nhưng Lăng Hàn kém hắn một cảnh giới nhỏ, bởi vậy, đánh nhau cùng cấp hắn khẳng định không bằng Lăng Hàn. Nói cách khác, đối phương càng yêu nghiệt hơn hắn. Thiên tài như vậy tuyệt không cho phép sinh tồn, nhất định phải diệt trừ. Bởi vậy, hắn muốn trước tiên ổn định Lăng Hàn, sau đó sẽ bố cục diệt trừ Lăng Hàn. Người còn yêu nghiệt hơn hắn, không thể sống ở thế gian này, chí ít không phải loại người không có bối cảnh như Lăng Hàn. Hắn và Lăng Hàn rời liễu ra trấn, sau đó tìm một quán rượu, đối diện mà ngồi, bắt đầu trò chuyện. Vu Lan Phong Hoa dò hỏi Lăng Hàn, Lăng Hàn cũng chụp mũ đối phương. Vu Lan Phong Hoa là muốn biết lai lịch của Lăng Hàn vạn nhất tên này dính đến tiên vương tầng 9 thậm chí thiên tôn, vậy hắn cũng không dám sằng bậy. Mà Lăng Hàn thì muốn biết càng nhiều chuyện hơn của ngự hư giáo, vậy tự nhiên không có ai rõ ràng hơn thánh tử ngự hư giáo rồi. Mặt khác, Lăng Hàn còn muốn biết mình ở thiên vực nào, cái này nếu như trực tiếp hỏi, phỏng chừng có thể làm cho người cười chết. Người ngay cả mình ở đâu cũng không biết, nói nửa ngày, hai người đều đạt được một chút tư liệu mình cần. Vu Lan Phong Hoa xác định Lăng Hàn không có lai lịch gì lớn, mà là thiên phú cao lại thêm cơ duyên tốt, mà Lăng Hàn cũng biết một chút sự tình của ngự hư giáo, chỉ ít rõ ràng hiện tại hắn ở thiên vực nào. Vạn hoa thiên, núi liền côn bằng thiên, Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không có thất lạc đến quá xa. Lăng Huynh, có hứng thú đi ngự hư giáo ngồi một chút không? Vu Lan Phong hoa mời Lăng Hàn, lấy thiên phú của Lăng Huynh ngươi, nói không chắc gia sư sẽ thưởng thức, thu ngươi làm đệ tử. Đến rồi, Lăng Hàn không tin đối phương sẽ tốt bụng như vậy, mà là muốn lừa gạt hắn tiến vào ngự hư giáo, đến lúc đó lấy địa vị của Vu Lan Phong Hoa, muốn lén lút âm chết hắn liền cực kỳ đơn giản. Có điều, điều này cũng ở trong ý muốn của Lăng Hàn, hắn muốn tiến vào ngự hư giáo, coi đây là ván cầu, cuối cùng tiến vào phong tình điện. Nhưng không phải hiện tại, ta còn có chút việc tư phải xử lý, chờ một quãng thời gian lại đi. Lăng Hàn nói, hắn muốn trước tiên đi côn bằng cung, cái này không thể đợi thêm. Vậy lúc nào thì được, Vu Lan Phong Hoa có chút không cam lòng nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, liền lấy trăm năm thời hạn đi, được, vậy ta ở ngự hư giáo đợi Lăng Huynh đến. Vu Lan Phong Hoa cũng không phải người lo được lo mất, lúc này vỗ tay một cái, đối với tiên nhân mà nói, thời gian trăm năm hầu như là trong nháy mắt liền qua. Lăng Hàn gật gù nói, cáo từ, xin mời, Vu Lan Phong Hoa đứng lên đưa tiễn, mục đích chuyến này của Lăng Hàn đã đạt đến, đương nhiên sẽ không lưu lại nữa. Người cần muốn hiểu rõ sao, tiểu tháp đột nhiên nói, có ý gì, Lăng Hàn hỏi, ngự hư tiên vương không phải là tầng 9 phổ thông, thực lực của hắn sâu không lường được, cách thiên tôn chỉ có một tia. Tiểu tháp nghiêm nghị nói, lại cho hắn mấy kỷ nguyên nói không chắc hắn thật có thể đánh phá thiên địa đại nạn, thành tựu thiên tôn vị. Nếu như hắn động lòng hiếu kỳ với ngươi, ngươi không thể giấu giếm bất luận bí mật gì. Lăng Hàn gật gù nói, không có chuyện gì, hiện tại ta chỉ là có một thiết tưởng mà thôi, lại không phải không đi không được. Có điều, lẽ nào không có biện pháp gì, có thể che đậy Tiên Vương tầng 9, thậm chí con mắt của Thiên Tôn sao? Nếu như đối tượng nói chuyện này không phải Tiểu Tháp, Lăng Hàn tuyệt đối không thể hỏi ra vấn đề như vậy. Giấu giếm được Tiên Vương tầng 9, thậm chí Thiên Tôn. Cái này không phải đùa giỡn sao? Nhưng Tiểu Tháp là Thiên Tôn bảo khí nói không chắc có thể. Tiểu Tháp trầm ngâm, một lát sau mới nói, Thiên Thánh cung có môn bí thuật, có thể che trời giấu đất, lại phối hợp lực lượng ngũ hành bản nguyên của ngươi, tạm thời lừa gạt Tiên Vương tầng 9 một chút hẳn có thể. Nhưng nếu Ngự Hư Tiên Vương quan sát tỉ mỉ, ngươi đừng hòng che thân. Thiên tôn ngươi liền không cần nghĩ, cái này vượt qua quy tắc thiên địa, có thể thẳng tới bản nguyên. Lăng Hàn gật gù, xem ra hắn phải đi Thiên Thánh Cung một lần, vừa vặn đi thăm con trai, cũng không biết tiểu tử ngốc này còn bị giam giữ hay không. Hắn xuất phát về phía Côn Bằng Thiên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trải qua quá nhiều năm, hắn muốn gặp cha mẹ, Hồng Nhan, tâm tình cũng biến thành càng ngày càng bức thiết. Hiện tại hắn nắm giữ quy tắc không gian mạnh mẽ, triển khai không linh không gian, tốc độ bão tố đến trình độ cực cao. Hai tháng sau, hắn tiến vào côn bằng thiên, hết cách rồi, cho dù hiện tại tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, nhưng chỉ là trình độ phân hồn cực cao mà thôi, tùy tiện tiên phủ nào cũng có thể nghiền ép hắn. Hai tháng, cái này đã rất nhanh rồi, tiến vào côn bằng thiên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy địa khí hóa hình, ở trên bầu trời diễn hóa ra từng con côn bằng, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy có mũi tên từ mặt đất bắn ra oanh diệt mới đầu lăng hàn chỉ cho rằng là hiện tượng ngẫu nhiên nhưng mấy lần đều là như vậy lăng hàn cuối cùng cảm thấy không đúng xeo lại một mũi tên nhọn bắn ra côn bằng khí phá nát lăng hàn lập tức vọt người bay về phía địa phương bắn ra mũi tên kia thân hình hắn tung xuống chỉ thấy một nam tử tuổi trung niên vừa vặn thu hồi cung lớn nắm trong tay màu bích lục so với người của hắn còn cao hơn tiểu tử nhìn cái gì vậy trung niên nam tử này chừng mắt lên trong con người hiện ra từng viên đại tinh tỏa ra khí tức đáng sợ. Đây là một vị đại năng tiên phủ cảnh, Lăng Hàn ôm quyền nói, vãn bối vừa vặn đi ngang qua, thấy tiền bối triển khai tuyệt kỹ, một mũi tên bắn trời cao, có khí phách vô tận, vì lẽ đó cố ý chạy tới, muốn chiêm ngưỡng phong thái của tiền bối một hồi. Hắn nói chuyện có thể rất độc, khiến người ta dơ chân, nhưng cũng có thể khiến người ta thoải mái đến toàn thân ngứa ngáy. Trung niên nam tử này bị vỗ mông ngựa đến thoải mái, không khỏi cười ha ha nói. Ha ha, bản tọa được xưng tiến tuyệt, một người một mũi tên, có thể ngăn trở thiên quân, có thể địch vạn mã. Hắn bị phái đến tọa trấn nơi này, kỳ thực rất vô vị, vừa vặn gặp phải một người biết thưởng thức mình, bởi vậy cho dù là tiểu bối cũng được, có thể để cho hắn giết trước thời gian. chương 2334, bao vây hạ. Tiền bối là tới nơi này săn bắn tiên thú sao? Lăng hàn giả vờ không biết. Kha kha, người không hiểu. Nam tử trung niên lắc đầu. Vừa nãy bản tọa bắn rơi, được gọi là côn bằng khí trong truyền thuyết thiên địa sơ khai nguyên thú côn bằng chính là sinh ra ở đây bởi vậy cho dù côn bằng đã sớm chết nơi này vẫn sẽ có côn bằng khí tuôn ra vậy có tác dụng gì lăng hàn vẫn làm bộ rất ngu rất ngây thơ nam tử trung niên muốn nói lại thôi nhìn lăng hàn sau đó vỗ đầu một cái nói nếu như ngươi là nữ tử vậy bản tọa liền muốn hoài nghi động cơ của ngươi có điều côn bằng cung không thu nam đệ tử ngươi khẳng định không quan hệ với côn bằng cung không ngại nói cho ngươi biết tứ hải cung ta đang vây quét côn bằng cung, tiêu diệt những côn bằng khí này chính là nhiệm vụ của bản tọa, có thể chặt đứt cội nguồn lực lượng của côn bằng cung, càng có thể đứt đoạn mất số mệnh của các nàng. Nam tử trung niên có chút đắc ý nói, côn bằng cung là thế lực tầng 9, hắn có thể tự mình tham dự đến trong chiến dịch hủy diệt côn bằng cung, tương lai sắp trở thành tư bản để hắn kiêu ngạo, có thể thổi cả đời. Tình thế của côn bằng cung đã ác liệt đến trình độ như vậy. Người ta cũng đã không kiêng kỵ mà ở đây tiêu diệt côn bằng khí, chẳng khác gì là động thổ ở trên đầu, nhưng côn bằng cung chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, cục diện thực sự là gay gâu đến cực điểm. Lăng Hàn tiếp tục nói xuông với nam tử trung niên, mà đối phương một là tẻ nhạt, hai là không nghi ngờ hắn, cho rằng Lăng Hàn là nam nhân, khẳng định không quan hệ với côn bằng cung, chỉ cần không dính đến chuyện cơ mật của tứ hải cung, hắn liền nói thoải mái. Có điều, coi như hắn muốn tiết lộ chuyện cơ mật cũng không thể, tiên phủ cảnh ở trong thế lực tiên vương tầng 9 có thể xưng là cao thủ, nhưng tuyệt đối không thể tham dự sự kiện cơ mật nói một lúc lăng hàn muốn đi nhưng nam tử trung niên vẫn lôi kéo hắn không tha nói tới sự tích hào quang năm xưa đàm luận gần hai ngày trung niên nam tử này mới bằng lòng thả lăng hàn rời đi lăng hàn không khỏi lắc đầu hắn lại gặp phải một cái lắm lời côn bằng cung ở côn bằng thiên tự nhiên là thanh danh hiển hách lăng hàn chỉ cần tùy ý hỏi thăm một chút liền biết côn bằng cung phải đi như thế nào gần như một tháng sau hắn rốt cục đi tới gần sơn môn của côn bằng cung một đường lại đây, hắn nhìn thấy rất nhiều người đánh nát côn bằng khí, cho thấy tình huống của côn bằng cung thực sự là tràn ngập nguy cơ. Lang Hàn cũng không có trực tiếp lên núi, bởi vì không qua được, có một chi quân đội đang phát động thế tiến công mãnh liệt về phía Sơn Môn. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó liền yên tâm, bởi vì trận chiến này không lớn, người mạnh nhất cũng chỉ là Thang Nguyên Cảnh. Thang Nguyên Cảnh còn chưa đủ mạnh, đặt ở trong những thế lực khác, Thang Nguyên Cảnh xác thực mạnh, hơn nữa còn mạnh đến quá mức, nhưng Tứ Hải Cung, Côn bằng cung đều là thế lực tiên vương tầng 9, số lượng tiên vương lấy trăm tính, thăng nguyên cảnh thật không tính là quá mạnh mẽ. Bởi vậy, chỉ là cấp bậc thăng nguyên cảnh đánh tới đánh lui nói rõ đây chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ, mọi người không có động thật. Quả nhiên, chiến đấu chỉ kéo dài 3 ngày liền tuyên cáo kết thúc, mọi người từng cái thu binh. Lăng Hàn vẫn không qua được, bởi vì tứ hải cung đóng chặt đường tiến vào côn bằng cung, ra vào đều không được. Trước nghe hổ nữ miêu tả tình hình, tình thế còn không đến mức như vậy, Thuy tứ Hải Cung đã đánh vào côn bằng thiên, nhưng còn chưa tới tình trạng kiếm chỉ sơn môn, nhưng hiện tại là tiết tấu muốn một lần tiêu diệt côn bằng cung. Lo liệu thế nào đây? Lăng Hàn nghĩ một hồi, có một ý kiến, chờ lần sau Tứ Hải Cung lại phát động công kích, hắn liền giả mạo chiến sĩ của Tứ Hải Cung trà trộn vào, chờ lao ra khu vực Tứ Hải Cung phong tỏa, hắn lại cho thấy thân phận, như vậy liền có thể đi vào côn bằng cung. Nhưng như vậy, hắn muốn rời khỏi liền khó khăn tầng tầng. Đã lộ mặt lại muốn ra, tứ hải cung sẽ thả sao. Mặc kệ nó, vẫn là đi vào trước lại nói. Hắn kiên trì chờ đợi, sau 7 ngày, tứ hải cung lại khởi xướng một làn sóng tiến công. Giết A, Lăng hàn kêu to, trà trộn vào đội ngũ của tứ hải cung, ngược lại hắn là nam nhân, tuyệt không có ai hoài nghi hắn là người của côn bằng cung. Cái này lại chỉ là một hồi chiến đấu quy mô nhỏ. Cường giả thăng nguyên cảnh tính chất tượng trưng mà phát động xung phong, tiên phủ, phân hồn, chảm trần thì theo đuôi phía sau, nhưng nhân số rất nhiều, cho thấy gốc gác của thế lực tiên vương tầng 9. Lăng Hàn theo đoàn người chạy, hoa hoa kêu to vài tiếng, nhìn vẻ mặt khuếch đại của hắn, người không biết sẽ cho rằng hắn cùng côn bằng cung có mối hận không đội trời chung gì. Huynh đệ, chúng ta chỉ là bia đỡ đạn, đánh xì dầu, người không cần chăm chú như thế chứ. Bên cạnh có người nhìn không được, người ra sức biểu diễn như vậy, khiến người ta còn sống thế nào a? À? Thật sao, Lăng Hàn cười ha ha, sai lầm sai lầm, biểu diễn quá mức, đúng, cái gọi là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, người hô to gọi nhỏ như vậy, nếu để cho đám điểu nữ nhân côn bằng cung nhìn thấy, nói không chắc sẽ nhìn chằm chằm ngươi truy sát, người coi mình là phân hồn cảnh liền rất mạnh sao. Người này phân tích lợi hại, mục đích của Lăng Hàn kỳ thực chỉ là muốn gây nên điều nữ nhân chú ý, người của côn bằng cung lúc trước nghênh tiếp hổ nữ về tiên vực rất nhiều, chỉ cần xuất hiện một cái, vậy khẳng định có thể nhận ra hắn. Bởi vậy, hắn chỉ biết điều một hồi, lại lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, vù vù thét thét kêu to. Người của song phương cấp tốc tiếp cận, sau đó bạo phát đại chiến. Chiến đấu như vậy cơ bản là phát sinh ở giữa không trung, thông thường thăng nguyên cảnh ở chỗ cao nhất ác chiến, sau đó tiên phủ hạ xuống một chút, phân hồn lại xuống một chút, cuối cùng là chảm trần, cơ bản chỉ cách mặt đất vài chục trường. Nơi đây hoàn cảnh cực kỳ vững chắc, bởi vậy cho dù bạo phát hỗn chiến cấp số này cũng không cách nào để đỉnh núi sụp đổ, nếu không thì nơi này sớm đã bị san thành bình địa. Tặc nhân nhận lấy cái chết. Một tên nữ tử của Côn Bằng cung nhìn chằm chằm Lăng Hàn, phía sau giật động một đôi cánh, nhanh chóng giết về phía Lăng Hàn. Tiên nhân cũng có thể phi hành, mà nàng nắm giữ đôi cánh này, tốc độ cũng lập tức tăng vọt rất nhiều, hầu như chỉ một cái trước mắt mà thôi, nàng liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, một kiếm quét ngang. Chương 2335, tìm người quen. Côn Bằng nhất mạch, đương nhiên đều am hiểu quy tắc không gian. Lăng Hàn không muốn lộ mình ra ngoài. Bởi vậy hắn chỉ ngưng nguyên lực ở trên nắm tay, chống đỡ một kiếm này. Oanh, hai người đều bắn ra ngoài, Lăng Hàn tự nhiên là giả vờ, thân hình hắn chuyển động, giết về phía khác, tìm kiếm khuôn mặt có thể quen thuộc, lấy khả năng ghi nhớ của hắn, tùy tính cả thời gian trong hắc tháp đã qua ngàn vạn năm, nhưng chuyện đã xảy ra ở tiểu thế giới năm đó vẫn rõ ràng trước mắt. Chỉ cần người xuất hiện ở lúc đó, hắn nhất định có thể nhận ra. Đừng hòng đi, không nghĩ tới cô gái kia còn cực kỳ cố chấp, vung kiếm đổi lại đây. Đại khái là thấy Lang Hàn biểu diễn quá mức, ghi hận hắn rồi. Lang Hàn cười ha ha, đương nhiên sẽ không dừng, trái lại chạy trốn càng nhanh hơn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên bay lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội dừng thân hình, lùi gấp về phía sau. Quả nhiên, một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đó là một tên cường giả tiên phủ cảnh, là đặc biệt từ phía sau săn giết người yếu như hắn. Vừa nãy nếu như Lăng Hàn không có quyết định thật nhanh mà lùi về sau, e là hiện tại liền gặp phải một đòn sấm sét của đối phương xem kiếm, cô gái lúc trước kia đuổi theo, một kiếm đâm về phía sau gáy của Lăng Hàn. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, làm bộ cùng đối phương đánh cho khó hòa giải, sau đó dẫn dắt địa điểm chiến đấu không ngừng bơi lội, tiếp tục tìm kiếm người quen. Huynh đệ, chúng ta liên thủ giết chết nàng, vừa vặn chính là, người vừa nãy nhắc nhở Lăng Hàn biểu diễn không nên quá mức kia lại giết tới, trong tay nắm một kim đao, bảy cái phù hiệu đại đạo đang phát sáng, thả ra sát khí vô cùng bén nhọn. Hắn đầy mặt sát khí, múa đào bổ về phía cô gái kia. Đê tiện, cô gái kia trách mắng, chỉ có thể xoay người lại điểm ra một chỉ, một con côn bằng bay ra, nghênh tiếp về phía kim đao. Oanh, côn bằng đánh vào trên kim đao, nhất thời kích thích ra ánh sáng rừng rực, phù hiệu đại đạo từng cái dựng lên, phát sinh kích pha sau đó dồn dập dập tắt. Thân hình nàng run lên, bốn phân hồn cùng xuất hiện, sức chiến đấu thôi phát đến trình độ cực cao. Lăng Hàn không có tâm ham chiến, dẫn dắt chiến đoàn di động, Khung cảnh này có chút quỷ dị, rõ ràng hắn cùng tên còn lại có ưu thế nhân số. Hơn nữa người này cũng không kém cô gái kia, nhưng hắn lại chạy trốn chết. Sau đó nữ tử đuổi hắn, đồng bạn của hắn đuổi cô gái kia. Huynh đệ, người chạy cái gì? Người đuổi ở phía sau nữ tử không nhịn được kêu lên. Kháo, người ngu mộc a. À. Lang hàn thầm nhổ nước bọt. Ba người bọn họ đánh nhau rõ ràng không đúng. Người không gọi không có chuyện gì, vừa gọi liền đưa tới sự chú ý của người khác làm sao bây giờ? Phải biết bản thân lăng hàn mang vầng sáng phiền phức, bình thường hắn không gây sự cũng có việc chọc tới trên đầu hắn, huống chi hiện tại. Quả nhiên, một ánh mắt cường giả rất nhanh quét tới, sắc bén như kiếm, để da rẻ của lăng hàn có cảm giác như kim châm. Đây là một tên tiên phủ cảnh, lăng hàn nhe răng, tên tiên phủ cảnh này hiển nhiên động tâm hoài nghi, cho dù không hoài nghi hắn là gian tế, cũng cho rằng hắn là khiếp đảm, muốn làm đào binh. Đào binh ở trên chiến trường sẽ có kết cục gì? 99% là bị oanh giết ở trước trận, giết gà dọa khỉ, trấn an sĩ khí. Lăng Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại cùng cô gái kia triển khai chiến đấu. Bản thân tên cường giả tiên phủ cảnh kia còn đang ác chiến, nhưng một tia thần thức treo ở trên người hắn, phỏng chừng nếu như Lăng Hàn lại tiêu cực ứng chiến, hắn sẽ không tiếc đánh đổi trước tiên giết chết Lăng Hàn. Nữ tử của côn bằng cung nhất thời rơi vào hạ phong, tình thế tràn ngập nguy cơ. Ha ha, chém giết một tên phân hồn cảnh là có 10 điểm cống hiến. Tên đồng bạn kia của Lăng Hàn nói, có chút hưng phấn. Hiển nhiên, 10 điểm cống hiến tuy không cao, nhưng tựa hồ rất đắt giá. Nhưng cô gái kia hận chết Lăng Hàn, trọng tâm công kích vẫn đặt ở trên người Lăng Hàn, tựa hồ chết cũng phải kéo Lăng Hàn chịu tội thay. Lăng Hàn không khỏi không nói gì, hắn ngay cả một phần vạn thực lực cũng không có phát huy ra, cho dù không hoàn thủ, lấy thể phách của hắn cũng không phải cô gái kia có thể đánh tan, người liều cái gì chứ. Lời này hắn không có cách nói rõ, không thể làm gì khác hơn là sơ sác bơ phở ứng chiến, chỉ cần tên tiên phủ cảnh kia không còn quan tâm hắn, hắn liền tiếp tục tìm người. Nhưng tình thế của cô gái kia là càng ngày càng không ổn, đã bị kim đao chém mấy lần, cả người đều là vết thương, khí tức cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Huynh đệ, ca ca liền không khách khí, đồng bạn của Lăng Hàn mắt lộ ra hung quang, một đao chém về phía gáy của cô gái kia, hắn có lòng tin một đao này có thể chém xuống đầu của đối phương mà lực lượng quy tắc vào thân thể, kẻ địch sẽ tử vong trong nháy mắt. Hắn là người vung ra một đòn chí mạng, công lao đương nhiên tính vào hắn. Cô gái kia đã không cách nào né tránh, nàng ngược lại cũng tàn nhẫn, nhân kiếm hợp nhất, tăng tốc đâm về phía Lăng Hàn. Cái đầu óc gì a? À? Lăng Hàn lắc đầu, tay phải thò ra, sách cổ của nàng lên, tay trái lại vỗ một cái, oanh, liền đánh bay kim đao bổ tới ở phía sau. Huynh, huynh đệ, vị kia của tứ hải cung kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn, khóe miệng có chút co giật tại sao thực lực của người này mạnh như thế nhưng vì cái gì trước đây vẫn chạy rõ ràng hắn vừa xoay người liền có thể giải quyết chiến đấu mình cướp công lao của hắn có thể bị hắn ghi hận hay không hắn rốt cuộc là ai lăng hàn nhoẻn miệng cười xin lỗi hắn lại vung tay lên oanh vị kia của tứ hải cung liền bị hắn đánh bay ở trên không trung như diều đứt dây vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng mới rơi xuống hắn không có xuống nặng tay bởi vậy người kia rất nhanh liền bỏ lên, vẻ mặt mờ mịt. Xâm tặc, người muốn làm gì? Nữ tử bị hắn tóm lấy kinh ngạc thốt lên, nam nhân này vì tranh cướp nàng lại đả thương đồng bạn, vậy lại sẽ đối với nàng làm ra sự tình không bằng cầm thú gì. Yên tâm, dung mạo của ngươi rất an toàn, ta sẽ không như vậy với ngươi. Lăng Hàn thuận miệng nói, bắt đầu lao nhanh, tên cường giả tiên phủ cảnh của tứ hải cung kia vẫn lưu ý hắn, hiện tại hắn đột nhiên nội đấu, tự nhiên là nổi giận ra tay chương 2336, đại nhân vật ra tay. Quả nhiên, tên cường giả kia liền bỏ qua đối thủ của mình, ra tay với Lăng Hàn, nhưng cường giả của côn bằng cung kia thực lực không phải chuyện nhỏ, cuốn lấy gắt cao, để hắn không thoát thân nổi. Hừ, người cường giả kia cười lạnh một tiếng, cho rằng như vậy hắn liền không có cách nào sao. Hắn vung tay, quay về Lăng Hàn Lăng không chỉ tay. Tuyệt tiên chỉ, hắn hử nhẹ nói, xeo, một vệt ánh sáng bắn nhanh về phía Lăng Hàn, đây chính là tiên thuật do tiên phủ cảnh đánh ra, tuyệt đối có thể thuấn sát bất kỳ một phân hồn nào. cường giả côn bằng cung chiến đấu với hắn tự nhiên không thể đi cứu một kẻ địch, ngược lại là đối phương nội đấu, cùng nàng có quan hệ gì đâu? nàng chỉ tăng nhanh công kích, muốn tiêu diệt tên cường địch này. vù, một vệt ánh sáng kéo tới, đây chính là tiên phủ cảnh ra tay, cho dù không phải một đòn toàn lực, cũng tuyệt không phải phân hồn có khả năng chống đối. đạo quang mang này như diệt thế hung triều, đệt lăng hàn dương cao tay ném đi ném nữ tử côn bằng cung ở trong tay ra ngoài, nên thiếp đạo công kích này. Oanh, tiên quang khủng bố dâng lên, đây đối với phân hồn cảnh tuyệt đối là chí mạng, trong nháy mắt liền nhấn chìm Lang Hàn. Nữ tử của côn bằng cung kia không khỏi kinh ngạc đến ngây người, Lang Hàn ở dưới tình huống như vậy còn ném nàng ra ngoài, tình nguyện chịu chết. Đây là lòng giả thế nào, lẽ nào đây chính là chân ái? Nàng còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy tiên quang thối lui, Lang Hàn hoàn hảo không chút tổn hại gì đứng đó chỉ là khóe miệng mang theo một vệt máu. Không, không chết, nàng không khỏi ngơ ngác, kia là một đòn của tiên phủ cảnh, nhưng Lăng Hàn lại chỉ là khóe miệng chảy chút huyết, đây là sức phòng ngự kinh khủng đến mức nào. Lăng Hàn trà sát khóe miệng một hồi, vừa nãy hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, cường độ thể phách lại tăng lên rất nhiều, ngay cả tiên phủ cảnh cũng không thể một đòn đánh giết hắn. Nhưng tiên phủ dù sao cũng là tiên phủ, vẫn đánh cho hắn cả người khó chịu, lục phủ ngũ tạng đều muốn tuôn ra. Dưới cái nhìn của hắn, đây là chuyện đương nhiên, thể phách của hắn vốn có thể không nhìn thiên hồn đả kích, vậy hắn lại chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, trong thời gian ngắn tăng lực phòng ngự lên một đoạn dài, chặn một đòn của tiên phủ không phải chuyện rất bình thường sao. Nhưng mà, người thấy cảnh này đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không tự chủ được dừng tay lại. Tình cảnh này quá có tính sung kích, ô, làm sao không đánh, có người còn đang điên cuồng vung vẩy binh khí, nhưng nửa ngày không có ai công lại, để hắn không tìm được manh mối. Ngay cả cường giả tiên phủ cảnh, thăng nguyên cảnh cũng chú ý tới, đặc biệt là cường giả thăng nguyên cảnh, thần thức của bọn họ quá nhạy cảm, trước sau nắm toàn bộ chiến cuộc trong bàn tay, vạn nhất bên mình thất bại, vậy phải sớm lui binh, miễn cho tổn thất quá lớn. Có ý tứ, một tên thăng nguyên cảnh mở miệng, đột nhiên thò ra một tay, tóm về phía lăng hàn. Cường giả như vậy thực quá đáng sợ, tay mới hơi động, đã đột nhiên xuất hiện ở trước người của lăng hàn, muốn bắt hắn. Hừ, không cần lăng hàn né tránh, lại một bàn tay lớn vỗ lại, đánh về bàn tay lớn thứ nhất oanh bàn tay lớn thứ ba kéo tới sau đó là thứ tư thứ năm thật giống như lang hàn đột nhiên thành một khối báu vật tuyệt thế người người đều muốn hắn bắt xác thực phân hồn có thể chặn được một đòn của tiên phủ cái này quá kinh người ai cũng sẽ hiếu kỳ lang hàn tiếng gọi cực kỳ lanh lảnh vang lên chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ quần sơn bắn ra chính là hổ nữ tiểu tổ tông người an phận cho lão thân một chút một bàn tay lớn giò xét ra một cái nắm lấy hổ nữ, mạnh mẽ lôi trở lại, nhưng ngay sau đó, bàn tay lớn này lại dò xét tới, không nhìn không gian, xuất hiện ở trước mặt của Lăng Hàn. Long Nguyệt Tích, người còn chưa chết sao? Trong một tiếng hử nhẹ, một bàn tay lớn xuất hiện, quét ngang mà tới. So với bàn tay lớn thứ nhất già nua, bàn tay lớn thứ hai liền đẹp hơn quá nhiều, bóng loáng như ngọc, có ánh sáng lộng lẫy, trong thanh tú lộ ra một loại tôn nghiêm, một loại ung dung. Đùng, hai bàn tay lớn va cùng một chỗ, quy tắc đại đạo nhất thời phát ra va chạm tiên quang vô tận trói lọi bầu trời ngay cả những ngôi sao trên trời kia cũng hoàn toàn mất đi màu sắc đùng 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 tất cả mọi người đều quỳ xuống ngoại trừ lăng hàn không có ai có thể ngoại lệ đây là một loại áp chế trên bản chất thật giống như bọn họ đang đối mặt thiên địa không có sức đề kháng mảy may tiên vương ra tay rồi một nguồn lực lượng rung động lăng hàn nhất thời bị quăng bay ra ngoài nguy cơ tử vong bao phủ hắn hắn có loại cảm giác cho dù hắn có thể dục hỏa trùng sinh cũng vô dụng nguồn năng lượng cuồng chiều này sẽ ở trong nháy mắt sau đó giết hắn triệt để đánh hắn vào địa ngục tử vong bởi vì đây là thủ đoạn của tiên vương tồn tại ngự trị ở trên tất cả hắn vội vã vận dụng thời gian bí lực của hắc tháp ra chỉ ở trên người mình để tốc độ thời gian của bản thân hắn trôi qua lấy vạn lần tăng lên vì hắn thắng được thời gian bảo mệnh nhưng dù như vậy ở trong mắt hắn năng lượng cuồng chiều vẫn nhanh đến quá mức hắn vội vã vận dụng lực lượng ngũ hành bản nguyên ở trước người kết ra một cái khiên phòng ngự, nhưng cái này chỉ thoáng chống lại một hồi, thuẫn tường lập tức phá nát, ở trước mặt nguồn năng lượng bão táp này, căn bản không đỡ nổi một đòn. Có điều, này cũng rốt cuộc tranh thủ được một chút thời gian, ý nghĩ của Lăng Hàn hoàn toàn chuyển qua, xèo cả người lập tức biến mất không còn tâm hơi, tiến vào trong hắc tháp. Oanh, ngoại giới, năng lượng cuồng chiều dâng trào, tùy ý tịch quyển, ngay cả tiên vương cấp thấp cũng sợ hãi. Không không không, ngay cả tiên vương tầng 9 đến cũng sẽ nhíu mày. Bởi vì song phương đối chiến đều quá mạnh mẽ, ở trong tiên vương tầng 9 đều là cấp bậc bá chủ. Tứ hải cung cung chủ, thương chỉ vi, côn bằng cung thái thượng trưởng lão, long nguyệt tích. Sau một đòn, thương chỉ vi đã hiện thân, vóc người nàng thon dài, bận một bộ cung trang màu trắng, mái tóc búi lên đỉnh đầu, hiển lộ hết ung dung cao quý. Mà nàng cũng là một mỹ nhân khó gặp, so với nữ hoàng, hổ nữ cũng chỉ hơi kém nửa bậc, nhưng phối hợp khí phách tiên vương tầng 9 của nàng là tuyệt đối không thua hai nữ. Long Nguyệt Tích, còn không ra nhận lấy cái chết, nàng lạnh lùng nói, Long Nguyệt Tích căn bản không có để ý tới, chỉ lạnh nhạt nói. Thu binh, quỷ nhát gan, chương 2337, tình tay ba. Thương chỉ vi hừ một tiếng, đối phương đã tránh chiến rất nhiều năm, nàng cũng tập mãi thành quen. Hết cách rồi, đối phương vẫn có đạo thương trên người, có thể sống nhiều năm như vậy đã là vận khí, nếu toàn lực chiến một trận, này có khả năng cực cao chính là kết thúc cuộc chiến. Không đúng, nàng cũng muốn phất tay lui binh nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, quét tới địa phương lăng hàn biến mất. Long tích nguyệt, suýt chút nữa bị ngươi lừa, trước tuy ngươi tránh chiến không ra, nhưng ngoài miệng sẽ không nói ra, người muốn ẩn giấu cái gì. Thường chỉ vi đảo mắt qua, tất cả thế gian ở trước mặt nàng đều không cách nào che thân. Tiên vương tầng 9, từ một ý nghĩa nào đó mà nói chính là hóa thân của quy tắc thiên địa, có thể nhìn thấu thiên địa bản chất. Ánh mắt của nàng ngưng một chỗ, biểu cảm của khuôn mặt đột nhiên trở nên kích động, thậm chí hai tay run rẩy. Xoạt, đúng lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên dò xét lại, trực tiếp chém ra khu vực kia, sau đó vội vàng thối lui về trong núi thẳm. Nếu như thương chỉ vi không có kích động đến đầu óc xuất hiện một tia trống không như thế, bàn tay lớn này là tuyệt đối không thể dễ dàng thực hiện được như thế, nhưng hiện tại lại đánh xuất kỳ bất ý. Long, Nguyệt, Tích, thương chỉ vi đột nhiên nổi giận, tóc đen phóng lên trời, oanh, trên người nàng có chín phù văn xuất hiện, mỗi một cái phù văn đều tỏa ra hạ uy thế lăng tuyệt thiên. Nàng vô cùng phẫn nộ, như rơi nhập ma đạo, thân hình đột nhiên bay ra, đuổi về phía bàn tay lớn kia. Oanh, chỉ là nàng mới đuổi hơn ngàn dặm, liền bị một màn ánh sáng cản lại, mặc nàng là tiên vương tầng 9 thì đã làm sao, cũng bị đụng lảo đảo. Hắn là truyền nhân của Duyên Sinh, thương chỉ vi giận dữ hết, Long Nguyệt Tích, người đưa cho ta, đưa cái giám, thanh âm già nua của Long Nguyệt Tích truyền tới, thương chỉ vi, khi đó người đã thua, còn khổ sở dây dưa cái gì. Hiện tại, Duyên Sinh cùng ỷ Vân đều đã sớm hóa đạo, còn có cái gì nhìn không thấu? Không diệt Côn Bằng Cung, ta liền nhìn không thấu." Thương Chỉ Vi lạnh lùng nói, "Chỉ cần ngươi cùng lạc ấn của tiện nhân kia chưa chết, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Mọi người Côn Bằng Cung nghe, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, khuôn mặt lạnh đến mức khiến người ta sợ sệt. Ai thay ta mở ra trận pháp, để Bổn cung đi vào, Bổn cung có thể phong nàng làm phó cung chủ của Tứ Hải Cung. Mặt khác, Bổn cung chỉ cần mạng của hai người, một là Long Nguyệt Tích, hai là Thiên Vân những người khác chỉ cần không chống cự, bổn cung có thể mặc cho tự sinh tự diệt, thậm chí gia nhập tứ hải cung cũng được. Lời vừa nói ra, mặc kệ là tứ hải cung hay côn bằng cung đều xôn xao. Thường chỉ vì trước nói rõ muốn giết côn bằng cung từ trên xuống dưới, cái gì đầu hàng, không chấp nhận, chỉ cần mang theo hai chữ côn bằng, hết thảy giết chết. Nhưng hiện tại lại xuất hiện bước ngoặt lớn 180 độ, chỉ cần mạng hai người long nguyệt tích cùng hổ nữ, chuyện này quả thật. Chúng ta... Nhưng một vị Tiên Vương tầng 9 hứa hẹn ở trước mặt mọi người, đây giống như là trời cao đang nói chuyện, một chính là một, khác nhau chính là khác nhau, nếu không sẽ bị thiên địa đại đạo vứt bỏ, sức chiến đấu giảm mạnh. Nói cách khác, thương chỉ vi hứa hẹn là tuyệt đối chân thực. Tại sao? Biến hóa duy nhất chính là nàng đột nhiên phát hiện thân phận của Lăng Hàn là truyền nhân của duyên sinh gì đó. Nàng cùng duyên sinh là quan hệ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, người hai cung vừa khiếp sợ vừa hiếu kỳ. Đây chính là bát quái của một vị không, ba vị tiên vương tầng 9A. Nói chuyện viển vông, Long Nguyệt Tích lạnh lùng nói, người không nên quên, đại trận hộ sơn này là duyên sinh từ tay bố trí, coi như lại qua ngàn tỷ kỷ nguyên, cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại, bảo vệ côn bằng cung ta. Kha kha, thương chỉ vi cũng không trả lời, chỉ cười gằn nàng đã hoàn toàn khống chế tâm tình. Nàng vung tay áo, xoay người rời đi, trong côn bằng cung, trên khuôn mặt già nua của Long Nguyệt Tích lộ ra vẻ nghiêm nghị, trước thương chỉ vi cực kỳ kiên trì, muốn từ từ rút khô nguyên khí của côn bằng thiên, đứt đoạn mất căn cơ của côn bằng cung, vậy coi như có tuyệt thế đại trận bảo vệ, côn bằng cung cũng biến thành nước động, từ nội bộ bắt đầu có mùi. Nhưng bây giờ đối phương biết thân phận của Lăng Hàn, kiên trì cũng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Ai, sao Lăng Hàn trùng hợp như vậy, vào lúc này đến đây? Bóng người lóe lên, Lăng Hàn ra hắc tháp, Lăng Hàn, hổ nữ lập tức đánh tới, như dây leo treo ở trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn vỗ vỗ tiểu nha đầu nói những người khác thì sao, khỏe chứ? Số Lăng Hàn, chỉ nghĩ những người khác, người không quan tâm nữ a à. Hổ nữ cắn cái cổ của Lăng Hàn, oán giận nói. Những người khác rất khỏe, Long Nguyệt tích nối liền nói, sau đó lắp đầu một cái. Ai, thực sự là nhiệt duyên, tiền bối, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, tuy hắn ở trong hắc tháp, nhưng vẫn nghe đến thương chỉ vi cùng Long Nguyệt tích đối thoại, tựa hồ thù xưa của tứ hải cung cùng côn bằng cung cũng không phải là bởi vì tranh cướp địa bàn mà là nam nữ tình cừu long nguyệt tích lại thở dài mấy lần mới nói được rồi người có thể dựa vào sức một người tiến vào côn bằng cung đã chứng minh thực lực của ngươi cũng chứng minh vận khí của ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết năm xưa thương chỉ vi thiên vân còn có duyên sinh đã từng sóng vai chiến đấu cùng một chỗ trưởng thành quan hệ thân mật thiên vân chính là cung chủ đời trước của côn bằng cung cũng là ỷ vân là hổ nữ, hổ nữ tức giận ngắt lời, nàng xưa nay không có tiếp thu qua danh tự ỷ vân này. Long Nguyệt Tích cười cợt, sửa lời nói, trong cơ thể hổ nữ có thiên vân lưu lại võ đạo lạc ấn, tương lai có thể kế thừa võ đạo căn cơ của thiên vân, nói không chắc còn có thể đi ra cực hạn của thiên vân, đặt chân đến một độ cao hoàn toàn mới. Thiên tôn, lang Hàn tiếp lời nói, Long Nguyệt Tích gật gù, duyên sinh chính là sư phụ của ngươi xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng người tu bất diệt thiên kinh, chính là đệ tử của hắn hàng thật đúng giá, Duyên Sinh này, Thiên Tư tuyệt đại, chính là thiên tài mạnh nhất thời đại kia. Thương Chỉ Vi cùng Thiên Vân đều yêu duyên sinh, mà duyên sinh cuối cùng lựa chọn Thiên Vân, để Thương Chỉ Vi ghi hận trong lòng, không chỉ trở mặt thành thù với Thiên Vân, càng nhiều lần ra tay với Thiên Vân. Chương 2338, phá địa hồn. Có điều, duyên sinh thu thành thiên tôn vị, bất luận Thương Chỉ Vi dùng thủ đoạn gì cũng phí công. Chỉ là nể tình ngày xưa, duyên sinh cũng không có như thế nào với Thương Chỉ Vi. Nhưng mà theo duyên sinh chết đi, thương chỉ vi lại trở nên cực đoan, cho rằng là thiên vân hại chết duyên sinh, thừa dịp thiên vân đang chống cự hắc ám chi chiều bị thương trở về hạ sát thủ, cuối cùng để thiên vân chết đi. Nàng còn muốn hủy diệt côn bằng cung, nhưng may mắn có duyên sinh bày xuống đại trận, làm cho nàng không cách nào vượt qua lôi chỉ một bước. Lão thân cũng ở lúc cùng thế lực hắc ám đối kháng chịu đạo thương chí mạng, nhưng vì bọn tiểu bối trong cung, lão thân cũng chỉ có khổ sở chống đỡ, được lúc nào hay lúc đó chờ hổ nữ trưởng thành lão thân liền có thể yên lòng ra đi hóa ra là tình tay ba từ yêu thành hận để chị em tốt trở mặt thành thù có chút máu chó đường đường tiên vương tầng chín lại vì vậy mà chết có chút oan a à. tiền bối duyên sinh tiền bối là làm sao chết lang hàn hỏi thiên tôn a ngự trị ở trên thiên đạo làm sao còn có thể chết đi cái này lão thân cũng không rõ ràng lắm nhưng liên lụy tới ba vị tồn tại vô thượng tục danh của bọn họ không thể đề cập Long Nguyệt Tích nghiêm nghị nói, cho dù là tiên vương tầng 9 vẫn lộ ra vẻ kính sợ. Thiên tôn, lẽ nào lúc trước đám người phong tình thiên tôn liên thủ giết chết duyên sinh thiên tôn? Nhưng tại sao lại vậy chứ? Rõ ràng có hắc ám chi chiều xâm lấn, lẽ ra mọi người nên đoàn kết nhất trí mới đúng. Muốn nói tam đại thiên tôn bán nước, vậy càng không thể, hiện tại ba người bọn hắn là thiên tôn, muốn mở ra đường nối hai giới, để người dị vực tiến quân thần tốc không phải sự tình cực kỳ đơn giản sao, ai có thể ngăn cản bọn họ. Lăng Hàn phát hiện, mặc dù hắn biết càng nhiều chân tướng, nhưng đối với mở ra bí ẩn lại hầu như không có trợ giúp. Chẳng trách thương chỉ vì đột nhiên phát điên, bởi vì nàng phát hiện truyền nhân của tình nhân cũ. Càng mấu chốt chính là, truyền nhân của tình nhân cũ này lại còn chạy vào côn bằng cung, cái này tự nhiên làm cho nàng càng thêm muốn san bằng côn bằng cung. Dựa vào cái gì, mình không tranh nổi thiên vân, hiện tại đời kế tiếp cũng không tranh nổi hóa thân của thiên vân. Đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, Long Nguyệt Tích phất phất tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ uể oải nàng đã khổ sở chống đỡ vô số năm mà lần này thương chỉ vi đột nhiên thay đổi chủ ý có khả năng cực cao chân chính dao động căn cơ của côn bằng cung trước đây mọi người chỉ có thể đoàn kết lại với nhau cùng qua cửa ải khó bởi vì chỉ cần côn bằng cung bị công phá mọi người đều là một con đường chết nhưng bây giờ thì sao thương chỉ vi nhường bước nhất thời để rất nhiều người không còn động lực liều mạng nếu như trạng thái của long nguyệt tích bình thường hay hổ nữ trưởng thành đạt đến tiên vương tầng 7, Tầng 8, vậy mọi người còn có tự tin kiên trì, nhưng Long Nguyệt Tích đã là nến tàn trong gió, hổ nữ cách tiên vương còn không biết cần phải bao lâu, đây cơ hồ là không có tiền đồ, bảo người ta làm sao kiên trì. Lại nói, thương chỉ vì thậm chí hứa hẹn ai mở đại trận của côn bằng cung, nàng liền cho đối phương làm phó cung chủ của tứ hải cung, cái này tự nhiên là một mê hoặc to lớn. Áp lực có, mê hoặc cũng có, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện kẻ phản bội. Vì lẽ đó Long Nguyệt Tích nhất định phải nhìn chằm chằm, bằng không mất đi bảo vệ của thiên tôn đại trận thương chỉ vi liền có thể tiến quân thần tốc lấy thân thể tàn phế hiện tại của nàng tuyệt không phải là đối thủ của thương chỉ vi lăng hàn tới chơi a à. hổ nữ thần kinh lớn lắm cho dù sơn môn bị vây nàng vẫn tùy tiện không coi là chuyện to tát lăng hàn lôi kéo tay của nàng nói cha mẹ ta đâu há bọn họ ở trong một trấn nhỏ ngoài vạn dặm hổ nữ thuận miệng nói bọn họ không có sao chứ lăng hàn có chút sốt sắng dù sao đã qua 10.000 năm, nếu như cha mẹ không có tăng tu vi lên, này đã sớm chết già. Không có chuyện gì, hổ nữ cười nói, bọn họ cũng đã là sáng thế cảnh. Nàng nhìn lăng hàn nháy mắt, lăng hàn nhất thời rõ ràng, tiểu nha đầu cho cha mẹ không ít chỗ tốt, bằng không lấy tư chất của cha mẹ hắn hẳn là không thể bước vào sáng thế cảnh, đặc biệt là ở trong một vạn năm. Hắn nhìn về phía hổ nữ giơ ngón tay cái, ý là cổ vũ. Hổ nữ đắc ý, vui vẻ tiếp nhận lăng hàn tán thưởng loạn tinh các nàng đâu? Lăng Hàn lại hỏi, hổ nữ nhất thời nháy mắt, trốn trốn tránh tránh. Lăng Hàn thở dài nói, ngươi lại đã làm gì? Hi hi, hổ nữ trột dạ nở nụ cười. Quả nhiên, hổ nữ cũng thật là bình giấm chua, mưu mô, vừa được nữ hải dung mang về côn bằng cung, nàng liền giam nữ hoàng, nhu yêu nữ, thiên phượng thần nữ lại. Bởi vậy, hiện tại bị Lăng Hàn hỏi, dĩ nhiên là trột dạ. Ngươi cái nhà đầu này, Lăng Hàn không nói gì lòng không cam tình không nguyện mà thả các nàng nữ hoàng ra hổ nữ suýt chút nữa cùng nữ hoàng đánh nhau cũng còn tốt có lăng hàn điều đình cẩn thận giáo huấn hổ nữ một trận lúc này mới xử lý xong phong ba lăng hàn nhìn nữ hoàng cùng hổ nữ điều này làm cho hắn nghĩ tới tình tay ba của duyên sinh thiên vân thương chỉ vi nếu như hắn xử lý không thích đáng nói không chắc tương lai cũng sẽ biến thành cục diện như vậy hắn muốn đến xem cha mẹ nhưng tứ hải cung bao vây ai cũng không vào được không ra được làm sao rời đi May mắn chính là, Côn Bằng Cung chính là thượng cổ đại giáo, gốc gác sâu dày, ở trong quần sơn của Côn Bằng liền có bí cảnh Trảm Chân, Dương Hồn Hải, Âm Hồn Cốc, Địa Hồn Sơn, Thiên Hồn Trì. Muốn đột phá tiên phủ, nơi này cũng có bí phủ cảnh, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoại trừ muốn thành tựu tiên vương, kia chỉ có thể đi tiên lộ. Nếu tạm thời không thể rời đi, Lăng Hàn liền quyết định trước tiên đi đột phá địa hồn, hắn đã có điều kiện đột phá. Có điều, Côn Bằng Cung không có thông lệ thu nam đệ tử thậm chí không hoan nghênh nam nhân ở đây, nhưng Lăng Hàn lại không ra được, bởi vậy chỉ cần hắn đi ra ngoài, sẽ ăn ánh mắt khác thường của đệ tử côn bằng cung. Hổ nữ, nữ hoàng, như yêu nữ đã ở trước hắn đột phá, không chỉ đột phá địa hồn, thậm chí cửa ải thiên hồn cũng đã bước qua. Lăng Hàn cho hai nữ tử diễm tâm linh hỏa cùng thiên dương huyền kim, trước hết để cho hai nữ chọn, sau đó đi thu lấy. chương 2339, trận phá thượng. Có thể được hay không, vậy liền xem cơ duyên của hai nữ. Nữ hoàng tuyển là Thiên Dương Huyền Kim, hổ nữ là Tử Diễm Tâm Linh Hỏa, các nàng tiến vào hắc tháp đi câu thông tình cảm với hai đạo thiên địa bản nguyên, có ngàn lần gia tốc thời gian, các nàng có thể từ từ làm. Lăng Hàn xuất phát về phía Địa Hồn Sơn, Địa Hồn Sơn nguyên bản không ở trong Côn Bằng Cung, nhưng Côn Bằng Nguyên Thú lấy đại năng lực trở cả ngọn núi tới, từ đó về sau, đệ tử của Côn Bằng Cung không ra khỏi cửa liền có thể bước vào Địa Hồn. Địa Hồn Sơn chân chính đâm vào mây xanh, chiều cao mười mấy vạn trượng nhưng côn bằng nguyên thú am hiểu nhất chính là quy tắc không gian triển khai đại thủ đoạn cải tạo từ bên ngoài xem địa hồn sơn hoàn mỹ hòa vào trong dãy núi chỉ có đặt chân đi tới mới sẽ phát hiện ngọn núi này cao hơn bề ngoài nhiều lắm lăng hàn đi tới dưới chân núi ngẩng đầu liếc mắt nhìn bắt đầu leo núi phân hồn tứ cảnh đều cần lấy vật liệu đặc thù làm vật dẫn đảm nhiệm phân hồn có điều yêu nghiệt như lăng hàn có thể dùng thiên địa bản nguyên ngưng ra từ phân hồn thứ năm bắt đầu vậy thì không cần phiền phức như vậy thế gian cũng không có vật dẫn như vậy, bí cảnh như vậy. vật dẫn của địa hồn cảnh là tùng lộ tinh thạch, đây ở trên địa hồn sơn mới sẽ sản sinh. hơn nữa rời núi liền biến mất, đây là hạn chế của thiên địa, không thể tích trữ. tùng lộ tinh thạch đương nhiên cũng có phân chia ưu khuyết, cái này chủ yếu thể hiện ở trên độ cao, ở địa phương càng cao phát hiện tùng lộ tinh thạch liền càng tốt, vì lẽ đó lăng hàn một đường không dừng lại, bước về phía đỉnh núi. ngọn núi này bài xích võ giả trên âm hồn, dưới tiên vương, mà tiên vương mạnh mẽ chui vào thì sẽ làm bí cảnh này không ổn định, căn bản không chịu được lực lượng to lớn của tiên vương. Bởi vậy, chuyện lấy tùng lộ tinh thạch, coi như là cầu viện người, cũng chỉ có thể đồng dạng là âm hồn cảnh. Lang hàn leo núi, như dẫm trên đất bằng, mỗi tăng lên trên vạn trường sẽ gặp phải một cửa ải, đây là thiên địa bí lực hình thành, hóa thành hình người, bảo vệ đường núi, chỉ có đánh bại mới có thể tiếp tục tiến lên. Côn bằng nguyên thú không chỉ đơn giản chờ tòa bí cảnh này tới, còn lấy thủ đoạn vô thượng tiến hành điều chỉnh, để độ khó của mỗi một cửa ải đều suy yếu rất nhiều. Lăng Hàn thì không đáng kể, hắn một quyền một cái, trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Từ thời điểm ở Dương hồn hắn liền có thể ngang hàng thiên hồn, dưới bản nguyên trùng kích bạo phát thậm chí có thể uy hiếp đến đế giả cấp bậc thiên hồn, chiến lực như vậy tự nhiên cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cửa ải cấp bậc âm hồn có thể làm khó hắn sao? Cho đến cửa ải cuối cùng, quái vật hình người giữ cửa ải mới đạt đến trình độ đế giả địa hồn, nhưng vẫn bị Lăng Hàn dễ dàng oanh bại hắn đi tới đỉnh núi, tùng lộ tinh thạch ở nơi này to bằng đầu người, cũng là thượng thừa nhất. Lăng Hàn lấy một khối, hơi suy nghĩ, liệt diễm lôi kích mộc nhất thời từ trong đan điền tuôn ra, tiến vào trong tùng lộ tinh thạch. Từ bên ngoài xem, trong tinh thạch này đang có một cây mầm mở rộng cành nhỏ, mơ hồ có hỏa diễm cùng lôi điện lấp lóe. Lăng Hàn bắt đầu đột phá địa hồn, trước hơn một vạn năm, hắn chuyên tâm nghiên cứu ngũ hành bản nguyên, dưới hắc tháp gia tốc càng dài đến ngàn vạn năm. Trong quá trình này, hắn đối với bản chất của thiên địa đại đạo tự nhiên cũng có lý giải cực sâu. Thiên địa bản nguyên A, tiên vương cũng rất khó chiếm được một đạo, tự nhiên thần diệu. Bình phong cảnh giới rất nhanh bị đánh vỡ, cái này chỉ là cảnh giới nhỏ mà thôi, đối với thiên tài như lang hàn tự nhiên không thể tạo thành quấy nhiễu gì. Âm âm âm, giữa bầu trời mây đen bắt đầu dày đặc, thiên kiếp đúng hẹn mà tới. Lang Hàn vốn muốn lợi dụng thiên kiếp giết ra tứ hải cung vây quanh, trước tiên đi xem cha mẹ, đám người hách liên tầm tuyết, có thiên kiếp gia trì, ai dám ngăn trở hắn? Nhưng vừa nghĩ, hắn liền bỏ đi ý đồ này, thiên kiếp chỉ có nửa ngày, chỉ cần người ta theo hắn, chờ thiên kiếp tiêu tan lại ra tay, hắn làm sao bây giờ? Ở dưới thiên kiếp tẩy luyện, thể phách của Lăng Hàn lại có tăng lên nhất định, chỉ là hiện tại chỉ dựa vào thiên kiếp đã không có tác dụng quá to lớn, cần Lăng Hàn tiến thêm một bước khai phá ảo diệu của Bất Diệt Thiên Kinh. Cái thiên kiếp này hắn qua cực kỳ ung dung, nửa ngày sau, hắn thu công trở lại. Nhưng mà ở trong Côn Bằng Cung đang nổi lên một hồi bão táp, mà hạt nhân vấn đề chính là hắn. Côn Bằng Cung không thu nam đệ tử, cũng không chiêu đãi khách nam, Lưu Lăng Hàn ở đây hiển nhiên là không hợp lý, bởi vậy một vị trưởng lão tầng 7 đề nghị thảo luận đuổi Lăng Hàn ra Côn Bằng Cung. Cái gì? Sau khi Lăng Hàn biết được tin tức, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đã đến lúc này, những lão nương kia lại còn có tâm tình thảo luận vấn đề này. Đầu óc bị lừa đá a, có điều cảnh giới của hắn thấp, lại không có địa vị cũng không có ai lưu ý ý kiến của hắn, không có mấy người biết Lăng Hàn Kỳ thực là truyền nhân của một vị thiên tôn, giống như không có mấy người biết phong tình chính là phong hào của một vị thiên tôn, duyên sinh cũng như thế. Nếu không thì, thiên tôn truyền nhân vẫn rất hổ báo, vì duyên sinh thiên tôn đã sớm hóa đạo. Cuối cùng vẫn là Long Nguyệt tích ra mặt nói một câu thời kỳ phi thường làm việc phi thường, đè xuống hết thảy dị nghị. Ở Lăng Hàn xem ra, cái này tuyệt đối không phải chỉ là gây rối nhầm vào hắn, một đống tiên vương ở phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận một tên phân hồn cảnh. Đùa giỡn, coi như các nàng bị vây ở trong côn bằng cung, cũng không đến nỗi tẻ nhạt đến mức độ như thế. Trong côn bằng cung có gian tế, đây là sau khi bọn hắn ở trên biển bị tập kích lăng hàn liền có suy đoán, hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện này, hắn tuyệt không tin chỉ là bất ngờ, trùng hợp. Có điều lăng hàn cũng không làm được cái gì, Long Nguyệt Tích đã sớm đoán được trong cung có gian tế, nếu như không có đề phòng gì, nàng cũng uổng là tiên vương tầng 9. Lăng Hàn biết một chút, Côn Bằng Cung không có tiên vương tầng 8, bởi vậy dưới Long Nguyệt Tích chính là hai tên tiên vương tầng 7 dẫn đầu. Lúc nào Long Nguyệt Tích cũng có thể hóa đạo, hai tên tiên vương tầng 7 này liền gánh vác lên chức trách phụ tá, chỉ đạo, bảo vệ hổ nữ, cũng là nhân vật hết sức quan trọng trong Côn Bằng Cung.